lúc đó nghiêm thanh sơn vừa xuyên qua mới lừa được tổ phụ nguyên thân tiện nghi một khoản tiền đang chuẩn bị mang theo em trai song sinh cùng mình xuyên việc đến một nơi khác bắt đầu cuộc sống mới không ngờ lại bị cuốn vào một sự kiện khác vốn tưởng rằng hết thảy chỉ là ngoài ý muốn nhưng khi hiểu sâu hơn mới phát hiện thì ra bối cảnh nông nữ của mình cũng có kỳ quặc khác truy sát và âm mưu nối gót nhau mà đến sinh mệnh kéo dài huyết mạch truyền thừa để cho tỷ đệ hai người không thể không hướng về phương hướng không biết đi tới. Thay vì trốn đông trốn tay, kéo dài hơi tàn, không bằng đón khó mà lên, buông tay đánh cược một lần. Có người tính túc mệnh khó sửa, bọn họ lại chỉ tin người định thắng thiên, nếu trước mặt là tầng tầng mê chướng, vậy bọn họ liền phá tan cho người khác xem. Bất quá, khối thuốc cao da chó vứt không xong lại đuổi không đi này là chuyện gì xảy ra. Nghiêm thanh sơn chi Chúng ta không phải tới làm ruộng sao? Nghiêm thanh Trúc. Nói cứ như anh biết vậy. Từ then chốt của tiểu thuyết. Trúc ngoại mai hoành một hai chi không đạn cửa sổ. Trúc ngoại mai hoành một hai chi txt đào loa toàn tập. Trúc ngoại mai hoành một hai chi mới nhất chương độc. Chương một. Đệ đệ ta đâu? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương một. Em trai tôi đâu? Kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt. Một đôi giày bông cũ vá lỗi dẫm lên tuyết mới vừa rơi hôm qua. Chân chủ nhân có chút vội vàng, đi lại trong lúc đó tiếng hà hơi vang vọng toàn bộ thế giới. Hôm nay là năm tân bảo thứ tư, mùng năm tháng giêng, trong thôn ngôn gia từng nhà giăng đèn kết hoa, cầu đối đỏ tươi cùng tiền treo năm màu được bạch tuyết làm nổi bật hết sức vui mừng. Lúc đi ngang qua cửa lớn nhà người khác, còn có thể loáng thoáng nghe được trong sân truyền đến tiếng cười nói vui vẻ. Bất quá những âm thanh này cũng không thể để cho hắn có nửa khắc dừng lại, hắn đè thấp mũ da dê trên đầu, rụt vai khép tay lại, một đường bay nhanh hướng về cuối thôn cái kia sân rách đi đến. Sân rách nát không còn hình dáng. Gạch đất tường viện đã sụp không ít, trong sân vốn là ba gian nhà đất, hiện tại cũng chỉ còn lại một gian siêu siêu vẹo vẹo đứng ở nơi đó, cửa sổ dùng có bệnh rách chiếu chặn lại, nhưng trên chiếu tất cả đều là lỗ thủng. Cửa gỗ bởi vì khung cửa biến dạng đã không đóng lại được, chỉ là dùng một sợi dây cỏ cũ buộc lại, mỗi lần gió nổi lên, trong sợi dây cỏ đều có mấy sợi cỏ từ trong đội ngũ lớn nhảy ra, làm cho người ta chỉ nhìn một cái sẽ lo lắng dây tiếp theo cửa bị gió lớn thổi mở rộng bốn phía. Rất nhanh, người nọ đã đến nơi, đứng ở phía trước sân còn có chút sững sờ. Hắn thật không ngờ mình nhìn thấy lại là tình cảnh như vậy, trong lòng phản phất như bị tảng đá chặn lại, khổ sở nói không nên lời. Nhưng sững sờ chỉ trong chốc lát, hắn đem áo da cũ trên người khép lại càng chặt, tiến lên hai bước liền muốn bước qua cái kia thấp tường đôn. nhưng ai ngờ đi quá nhanh, lại không có phòng bị, bước ngược lại bước qua, nhưng đặt chân không vững, một cước dẫm lên đá vụn bị tuyết che phủ. lúc này lão đảo, thiếu chút nữa ngã vào trong tuyết. hắn theo bản năng quơ quơ hai tay, cúng quyết ổn định thân hình, người đến là không có việc gì, nhưng hắn trong lòng túi giấy lại trực tiếp ném ra ngoài, giấy dầu cũng không trắng chắc rơi xuống đất liền nứt ra, lộ ra mấy cái sủi cảo da kiều mạch còn bốc hơi nóng bên trong, sủi cảo lăn một chút trong tuyết, dính không ít mì tuyết. Người đàn ông vừa thấy sủi cảo rơi, lập tức biểu môi, vành mắt đỏ bừng. Hành vi cử chỉ kia cùng tuổi tác của hắn thoạt nhìn thập phần không hợp. Hắn nhìn một hồi lâu, cũng không nhìn được, nhưng nghĩ đến mục đích chuyến đi này, một bên khóc, một bên ngồi sổng trên mặt đất, cẩn thận nhặt sủi cảo lên, dùng tay cầm một cái, biểu môi muốn đem tuyết phía trên thổi sạch sẽ, nhưng sủi cảo quá nóng, nước tuyết đã tan ở phía trên. Hắn đem giấy dầu trên mặt đất rơi xuống nhặt lên, đem sủi cảo từng cái từng cái nhặt lên đặt trở lại bên trong. Lúc này mới lau nước mắt, thu thập tâm tình một chút, vỗ vang cửa gỗ. Trong cửa hai thân ảnh gầy yếu có thành một đoàn, trên người đè nặng có tranh dày, nhưng có tranh không phải mới, là năm ngoái cũ, trò lớn không nói, cũng mang theo mùa đông ẩm ướt, phía trên cỏ tranh chồng chất không ít tuyết động, hạt tuyết sớm bị nhiệt độ cơ thể hòa tan, lại bị gió lạnh mùa đông thổi qua, lại chậm rãi biến thành băng tinh, người băng lạnh thấu xương. Thanh âm ngoài cửa vừa vội vàng vừa lo lắng, nhưng hai thân ảnh trong cửa lại không hề có động tĩnh. Gõ hồi lâu. Người ngoài cửa rốt cục chờ không được, hắn có chút trung rẩy, bàn tay to thô ráp một phen chế trụ mép ngoài vặn vẹo của cửa gỗ, dùng sức một cái, dây cỏ trực tiếp bị kéo đứt. Người đàn ông mở cửa đi vào, tầm mắt cũng không có tối tăm như trong tưởng tượng, ngửa đầu nhìn lại, liền thấy được trên đầu sáng lên một mảnh bầu trời. Thì ra cỏ tranh trên người hai người, là từ trên nóc nhà rơi xuống. Hai thân ảnh ông nhau đều có chút cứng nhắc. Sủi cảo trong tay nam nhân lập tức rơi xuống đất. Thành chi tiểu thư, thành trúc thiếu gia. Hắn lập tức cởi áo da trách của mình ra, bao lấy hai thân ảnh trên tấm ván gỗ. Khi ông hai đứa nhỏ lên, xúc cảm lạnh lẽo kia làm cho cả người hắn run rẩy từ đó về sau hắn run rẩy liền nhìn không được thanh chi tiểu thư thanh trúc thiếu gia tỉnh lại tỉnh lại a à. hơi thở của hắn phun lên mặt hai người hai đứa nhỏ lại không có nửa điểm động tĩnh, ngón tay run rẩy của hắn vương về phía cánh mũi của hai người hắn tuy rằng ngốc nhưng hoàn toàn hiểu được hai người chỉ sợ là không được bằng không trời lạnh như vậy chỉ cần có hô hấp liền không có khả năng không có hơi nước sau khi thăm dò quả nhiên đúng như hắn nghĩ hắn há to miệng trì hoãn thật lâu thật lâu mới giống như là tìm về thanh âm của mình ngôn đại gia là cây cột không xứng đáng với ngài a à, ngay cả cốt huyết cuối cùng của ngài cũng không thể giữ được a a a hắn khóc bi thống đơn y có chút dơ bẩn đều mang theo mồ hôi ôm hai tay hai hài tử còn không ngừng vỗ áo da trong lòng hắn có một loại cảm xúc khó hiểu, phản phất chỉ có như vậy mới có thể phát tiết ra. A a a a, ngôn đại gia. Ngài đi quá sớm nha. A a a, ách. Ngay tại thời điểm hắn khóc không kiềm chế được, thanh âm gào khóc kia đột nhiên dừng lại. Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy đứa nhỏ lớn một chút kia, đột nhiên bắt đầu run rẩy. Tiếng khóc của người đàn ông dừng lại, nỗi buồn ngay lập tức được thay thế bằng nỗi sợ hãi, nhưng ngay lập tức trở lại trạng thái ngây ngất tần suất hô hấp của hắn đều biến nhanh vài phần lúc này ông lấy hai đứa nhỏ tiểu thư thanh chi tiểu thư ngươi có thể nghe thấy không thanh chi tiểu thư toàn thân đứa nhỏ co giật đều co giật nhưng mắt lại không mở ra nam nhân hoảng loạn chạy ra khỏi sân cũ nát một đường chạy về một phương hướng khác trong thôn hai đứa nhỏ không nhẹ không nặng nhưng cũng liên lụy tuyết trên đường lại quá sâu hắn nghiêng ngã lảo đảo lúc chạy không khống chế được liền trượt ngã một cái ra ngoài thân mặt đơn y hắn mặc dù ngã ở trong tuyết cũng không cảm thấy lạnh chỉ là vẻ mặt không che giấu được lo lắng hắn không dám trì hoãn vội vàng đi qua muốn ôm lấy hai đứa nhỏ đứa lớn kia còn đang run rẩy mặt nghẹn cũng có chút xanh tím hắn vừa thấy hoảng hốt không chịu được xông về phía trước không đứng vững thân hình lại lại ngã ra ngoài lần này ngã càng ác hơn ngã nhào một cái vào trên người hai hài tử linh hồn nghiêm thanh sơn giống như chìm vào trong nước mặc cho nàng dãy dụ thế nào cũng không thể thoát ra khỏi vùng nước sâu này cô cảm thấy mình đã nhìn thấy ánh sáng trên đầu nhưng cô liệu mạng bơi a à bơi về phía ánh sáng kia bơi a à bơi cũng không thể tới gần ánh sáng kia cô bơi thật sự quá mệt mỏi cảm giác hít thở không thông khiến cô đã không còn khí lực mệt quá quên đi dường như có một giọng nói lặp lại bên tai cô. Ý thức của cô không rõ ràng lắm, nhưng thanh âm kia lại thập phần rõ ràng, cô cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng tư duy đình trệ của cô khiến cô không thể phản bác. Ngay khi ý thức của nàng cách đoàn quan mang kia càng ngày càng xa, thân thể của nàng đột nhiên trầm xuống. Cả người đột nhiên thoát khỏi trạng thái hít thở không thông. Hai mắt của nàng chợt mở ra, mê mang nhìn về phía ánh mắt có thể nhìn thấy. Đau quá! trong khe xương đều đau. Nóng quá. Thân thể phản phất như thiêu đốt. Một trận không khí lạnh tràn vào lòng ngực của nàng, nàng nghe thấy chính mình bén nhọn hô hấp âm, kia lạnh lẽo cảm giác làm cho nàng không khỏi run rẩy. Vừa thấy nàng mở mắt ra, nam nhân mặt xám mày cho trước mặt suýt nữa vui mừng mà khóc, mũ của hắn đều ném mất, tóc dầu còn mang theo hỗn độn. Sương mù bốc lên trên đỉnh đầu làm cho người ta cảm nhận được tâm tình nóng bỏng của hắn giờ phút này. Thanh Chi tiểu thư. Cô tỉnh rồi. Nghiêm Thanh Sơn chăm chú nhìn người nọ, thân thể cứng nhắc không thể khống chế. Trong đầu nhanh chóng hiện lên mấy vấn đề. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Còn em trai tôi thì sao? Hết chương này. Chương 2 Nghiêm Sanh Chi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 2 Nghiêm túc điều cuối cùng cô nhớ là cô và em trai đang đi taxi đến trường. Trong hoảng hốt hình như có một chiếc xe lớn lao về phía bọn họ. Cô lạnh thấu xương. Nhưng người đàn ông bên cạnh lại kinh hỉ như vậy. Thanh chi tiểu thư, cô thế nào rồi? Nghiêm thanh sơn cả người run rẩy kiểm tra tình huống của mình một chút, nàng một thân đơn y, trên tay còn có không ít lỡ loét xanh tím cùng rất nhiều vết nứt đang thấm dịch, ngón tay nhỏ như chiếc đũa, mắt thấy cũng không phải là thân thể người trưởng thành. Cả người cô lạnh lẽo, mờ mịt nhìn chung quanh. Trong lòng giống như bị một ngọn núi lớn đè nặng không thở nổi. Nàng tên Nghiêm Thanh Sơn Chi, 20 tuổi, là một gã sinh viên năm 2, học tại cả nước tốt nhất đại học. Cô còn có một em trai sinh đôi, tên là Nghiêm Thanh Trúc. Hai người học cùng một trường đại học, nhưng không cùng khóa. Nghiêm Thanh Trúc là một học bá, một đường nhảy lớp, cùng tuổi với nàng, lúc 19 tuổi cũng đã bảo nhiên Quan hệ giữa hai người cũng khác với tỷ đệ bình thường. Lúc nhỏ, bởi vì sinh đôi, khó tránh khỏi sẽ so sánh với nhau, tính tình hai người đều không tốt lắm, đó là một lời không hợp sẽ đánh não đối phương ra. Khi còn bé Nghiêm Thanh Sơn ỷ vào con gái phát dục sớm, không ít lần đánh Nghiêm Thanh Trúc, Nghiêm Thanh Trúc cũng mặc kệ Nghiêm Thanh Sơn có phải chị ruột của mình hay không, lúc có thể hãm hại cô chưa bao giờ nương tay. Lúc ấy, kẻ thù cả đời của hai người chỉ có một, chính là chị gái hoặc em trai sinh đôi của mình. Nghiêm Thanh Sơn hiểu được trí lực của mình rất khó chiến thắng đối phương, liền cắn răng đi học tán đã, chuẩn bị đánh Nghiêm Thanh Trúc cả đời. Đáng tiếc giấc mộng này còn chưa kịp thực hiện, cha mẹ hai người lại ngoài ý muốn qua đời. Lúc trước đánh thành chó hai người, trong một đêm cũng chỉ còn lại có lẫn nhau. Bọn họ lúc ấy chỉ có 13 tuổi, đối mặt với đột nhiên xảy ra biến cố tất cả đều chân tay lúng cuống trước kia kiêu ngạo giống như chê cười, mất đi che chở, hai người cũng bất quá chính là hổ giấy mà thôi. Gia Gia bất công, tuy rằng nhìn như khổ sở hai ngày, nhưng rất nhanh liền đứng về phía thúc bá. Hai chú bác lại càng quá đáng, lấy danh nghĩa ông nội bọn họ chia cắt di sản và tiền bồi thường của cha mẹ bọn họ, nhưng không ai nguyện ý nuôi dưỡng hai người. Đùng đẩy lẫn nhau một hồi, hai người đã bị đuổi ra khỏi nhà. Sau đó vẫn là bà ngoại thương hại bọn họ, mới đưa bọn họ đến nhà cậu sống. Nhưng cậu mờ không thích chị em bọn họ, bởi vì học phí sinh hoạt phí đều là bà ngoại ra, bọn họ tuy rằng ngoài mặt nói không ra cái gì, nhưng trong lòng luôn oán giận cung cấp tiền cho hai người hẳn là đều thuộc về nhà bọn họ mới đúng. Hai chị họ nhà cậu nghe nhiều, cũng thường xuyên chăm chọc khiêu khích. Ăn nhờ ở đậu luôn muôn vàng khó khăn. Bà ngoại chột dạ, lo lắng cậu đuổi hai người đi, liền để cho bọn họ nhường nhịn nhiều hơn cuộc sống trong nhà không dễ chịu trong trường học cũng phiền toái nhiều hơn nghiêm thanh trúc tuổi còn nhỏ lại thành tích tốt vừa mới nhảy lên trung học phổ thông đã bị người trong lớp điên cuồng khi dễ cậu không có cha mẹ cũng không có ai ra mặt bị khi dễ hai lần cũng không có chỗ nói người trong lớp thấy vậy lại càng thêm quá phận cho đến một ngày vết thương trên người nghiêm thanh trúc bị nghiêm thanh chi phát hiện loại tình huống này mới hoàn toàn thay đổi khi đó Nghiêm Thanh Sơn cũng mới học mùng một, một con nho nhỏ. Không biết lúc đó cô dũng cảm hay ngốc nghếch. Liền dám trực tiếp đi trung học, tìm những nam sinh cao hơn cô rất nhiều rất nhiều đánh nhau. Nàng cho dù luyện qua tán đã cũng chịu không nổi khí lực không đủ, mỗi lần đều bị người đánh một đầu bao. Nhưng mỗi lần cũng đều liệu mạng đem đối phương mở gáo ra. Thiếu chút nữa tất cả nam sinh trong lớp nghiêm thanh trúc đều đánh cô, cũng đều bị cô đánh lãnh đạo trường vừa nhìn thấy não cô liền đau, nhưng cô còn cố chấp đáng sợ, mặc kệ người khác nói cái gì cũng chết không nhận sai, cứng cổ vô cùng kiêu ngạo, cũng không biết đang cố chấp cái gì. Mỗi lần đều muốn bà ngoại cùng nghiêm thanh trúc đi dạy học chỗ khóc lóc kể lễ, một phen nước mũi một phen nước mắt mới có thể đem nàng từ thảo phạt phụ huynh bên trong cho lĩnh ra. Cậu ngày thường trầm mặt ít nói với hai người cũng bởi vậy mà thường oán giận cô không hiểu chuyện. Bất quá, trong lòng nàng đối với cửu cửu kỳ thật là không có bao nhiêu oán niệm, thậm chí một lần đều là cảm kích. Trong lúc tỷ đệ hai người mê mang như vậy, cửu cửu đều từng cho hai người một chỗ an thân, mặc kệ trong quá trình có bao nhiêu không thoải mái, nhưng đối với hai người mà nói, ân tình là không thể dễ dàng gạt bỏ. Đáng tiếc, loại cảm kích này cũng chỉ là một bên tình nguyện của bọn họ. Những ân tình giả dối kia rất nhanh liền theo bà ngoại qua đời mà tan thành mây khói cái chết của con gái đối với lão thái thái đã kích rất lớn, lúc ấy thân thể của bà cũng rất không tốt, cưỡng ép kéo dài hai năm như vậy, cũng là không bỏ xuống được hai đứa nhỏ. Nhưng chấp niệm rốt cục không ngăn cản thân thể suy yếu, cuối cùng kéo dài, vẫn là đi. Bà ngoại vừa đi, cậu mợ lập tức trở mặt, không nói hai lời liền đuổi Nghiêm Thanh Sơn lúc ấy 15 tuổi ra ngoài. Lúc đó Nghiêm Thanh Trúc năm nhất vừa mới hơn nửa năm, hai người đều là thời điểm có thể tiêu tiền nhất nghiêm thanh sơn không biết làm thế nào mới tốt chỉ muốn so sánh với nghiêm thanh trúc mình cũng không phải tài liệu học tập nếu không thì không học nữa nhưng nghiêm thanh trúc vô luận như thế nào cũng không đồng ý anh ấy đã trở về sau vài ngày nghỉ phép giúp nghiêm thanh chi làm nội trú lại để lại cho cô một chút sinh hoạt phí nói với cô không cần lo lắng trong khoảng thời gian này anh làm việc vặt còn có chút tích góp hơn nữa học trưởng quan hệ với anh không tệ trong trường xem trọng một bài luận văn anh vừa viết giúp tổ chức một hạng mục còn kéo đến một khoản tài trợ chỉ cần đào sâu xuống sẽ có một khoản không nhỏ khi đó nghiêm thanh sơn không hiểu hắn nói gì nghe hắn khoác lác coi như thật sau đó mặc kệ khó khăn thế nào nghiêm thanh trúc đều sẽ gửi tiền cho nàng cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng hoài nghi thẳng đến sau đó nàng cũng thi vào hắn trường học mới nghe nói những năm đó chuyện của hắn luận văn bị người thay thế hạng mục bị lừa làm lao động khổ sai nhặt cơm thừa bất quá là một hài tử mười mấy tuổi mà thôi có thông minh hơn nữa cũng ngăn không được lịch duyệt có hạn nghiêm thanh sơn không thể tưởng tượng khi đó nghiêm thanh trúc đã trải qua bao nhiêu áp lực tuy rằng lúc ấy cô cũng thường xuyên đi làm thêm nhưng so sánh với đối phương cuộc sống như vậy đã tốt hơn rất nhiều nghiêm thanh sơn đối với thế giới kia không có quá nhiều quyến luyến nhưng nàng đối với nghiêm thanh trúc lại có tình cảm dư thừa hai người sống nương tựa lẫn nhau ý nghĩa đối với nhau đã không chỉ là thân tình càng là ràng buộc cùng ký thác tinh thần lẫn nhau giống như nghiêm thanh trúc lúc đó nếu như không có nghiêm thanh sơn hắn đã trải qua đã kích luân phiên rất có thể sẽ không gượng dậy nổi hoặc là trải qua nhiều năm trầm luân gặp qua càng nhiều phong cảnh mới có thể đại triệt đại ngộ nhưng cũng bởi vì có nghiêm thanh sơn hết thảy liền đều bất đồng trong lòng của hắn có một chỗ mềm mại chỉ cần nhớ tới trách nhiệm của mình liền ở gặp phải mưa gió thời điểm cũng sẽ trở nên vô cùng cường đại. Nghiêm Thanh Trúc đối với Nghiêm Thanh Sơn cũng giống như vậy. Nàng ngồi trong tuyết, trái tim dường như đều bị móc trống. Chỉ cần nghĩ đến Nghiêm Thanh Trúc có thể không có vận khí của nàng, trực tiếp chết trong vụ tai nạn xe cộ kia, nàng liền không khống chế được cảm xúc của mình. Thanh Chi tiểu thư. Nam nhân có chút ngốc, nhìn nàng từ mê mang đến bi thống, một chút biện pháp cũng không có. Nghiêm Thanh Sơn ngồi dưới đất, nghĩ đến Nghiêm Thanh Trúc, trái tim liền co rút từng trận từng trận, bi thương khó có thể áp chế, thế nhưng không quan tâm, trực tiếp tê tâm liệt phế khóc lên. Em trai của nàng A. À? Em trai cô nương tự lẫn nhau. A A A. A A A. Tiếng khóc của nàng so với tiếng nam nhân la hét còn vang dội hơn, mang theo nước mắt ấm áp từ trong mắt nàng lăn xuống, rơi vào mu bàn tay đã trở nên lạnh lẽo nàng lại nửa điểm cũng không cảm giác được ngoại trừ lên tiếng khóc trống trong đầu trống rỗng nam nhân nghe nàng khóc tràn đầy sức mạnh biểu tình trên mặt có chút kỳ quái lo lắng có khó chịu có như trút được gánh nặng cũng có không hiểu còn có chút muốn cười hai người một khóc một nhìn hồn nhiên đã quên trên mặt tuyết còn có một người ngay khi tiếng khóc của nghiêm thanh sơn vang lên lông mày đối phương cũng nhíu lại theo trong lòng đột nhiên hiện lên một ý nghĩ ai vậy khóc giống như đại tỷ của ta. Hết chương này. Chương 3 Nói nhánh xanh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 3 Ngôn thanh chi nghiêm thanh sơn hoàn toàn không biết tình huống bên cạnh, chỉ khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Tiếng khóc kia khó nghe đến nỗi ngay cả chim sẽ chung quanh cũng bị cả kinh bay lên. Người đàn ông bên cạnh nghe xong hồi lâu, rốt cuộc cũng phản ứng lại. Thanh chi tiểu thư cô khóc em trai cô sao? nghiêm thanh sơn vừa nghe đệ đệ, lúc này tỉnh táo trong chớp mắt, vội vàng nhìn về phía nam nhân, nhưng vừa thấy khuôn mặt xa lạ kia, lập tức phản ứng lại, mình hẳn không phải là ở thế giới trước đó, mình đây là xuyên qua a, à? nhưng thanh trúc làm sao bây giờ? nghĩ tới thanh trúc, nàng lại nhìn không được, a a a a a a, âm điệu biến đổi bất ngờ, khóc vẫn khó nghe như cũ người đàn ông vội vàng dỗ dành cô bế đứa bé khác trên mặt đất lên lúc trước tuy rằng hắn đã thăm dò hơi thở nhưng chính hắn cũng nói không rõ lúc ấy thăm dò có chuẩn hay không hiện tại ngôn thanh chi còn sống trong lòng hắn liền cảm thấy ngôn thanh trúc cũng có thể còn sống động tác của hắn thô lỗ cũng mặc kệ đứa nhỏ có thoải mái hay không trực tiếp kéo lên còn học theo những phụ nhân ông đứa nhỏ kia ra sức vỗ vào lưng khô gầy của đứa nhỏ trong ngực vừa vỗ vừa gọi nghiêm thanh chi xem nghiêm thanh sơn đang khóc nửa điểm cũng không có ý định quay đầu thanh chi tiểu thư người nhìn xem thanh trúc thiếu gia cũng còn sống người nhìn xem nghiêm thanh sơn mới không tin nhưng bị nam nhân kéo đến phiền mới a a a quay đầu lại vừa quay đầu vừa vặn đối diện với một đôi mắt trong trẻo đứa nhỏ trước mặt khô quát gầy yếu nhìn cũng chỉ bốn năm tuổi tóc khô héo vụn vặt sắc mặt cũng vàng như nến, bởi vì gầy, ánh mắt nhìn rất lớn, lớn giống như chiếm nửa khuôn mặt. Nghiêm thanh sơn chi? Người này là ai? Tôi không biết. a a a a ách. Nghiêm thanh trúc nhìn nghiêm thanh sơn xanh sao vàng vọt trước mặt, cũng là người mắt to chiếm nửa khuôn mặt. Người này là ai? Khóc khó nghe như đại tỷ ta. Cả đời cậu chỉ nghe qua hai lần tiếng khóc của nghiêm thanh chi, một lần là lúc cha mẹ qua đời, một lần là lúc biết được chuyện cậu vừa lên đại học. Hắn vẫn luôn biết Nghiêm Thanh Sơn là một người hiếu thắng, 6 7 tuổi thời điểm chỉ vì có thể đánh hắn cả đời, mỗi ngày đều kiên trì rút ra 3 4 giờ thời gian luyện công. Sau khi lớn lên một chút, rõ ràng không thích học tập, nhưng cũng bởi vì là hắn cung cấp, cho nên liền ép buộc mình cùng hắn thi đậu một trường đại học. Cô chưa bao giờ khóc, cho dù đánh nhau với bạn học của anh bị người ta đánh một đầu cho dù phụ huynh nhà người ta nói những lời vũ nhục mười phần kia cô chỉ cần đánh đầu đối phương chảy máu cho tới bây giờ cũng không ủy khuất cũng bởi vậy hai tiếng khóc kia của nghiêm thanh sơn ở sâu trong trí nhớ của hắn vĩnh viễn cũng không thể phát tán hai người nhìn nhau không nói gì thật lâu nhìn đối phương đời trước chưa từng xuất hiện cảm ứng giữa hai người sinh đôi thế nhưng ở đời này thời điểm hai người đã không phải là sinh đôi xuất hiện ánh mắt nghiêm thanh sơn từ bất lực bi thương đến hân hoan vui sướng tiếng khóc của nàng cũng từ khó nghe đến cực điểm phát triển tới thập phần khó nghe a a a em còn tưởng rằng cả đời này em sẽ không gặp được anh a a a lúc khóc nàng còn không quên kéo nghiêm thanh trúc qua ông chặt vào lòng a 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 nghiêm thanh trúc người đàn ông ngồi ở một bên không biết rằng trong khoảnh khắc này đứa trẻ trong ấn tượng của ông đã biến thành hai hồn phách gì thế. Nhưng nhìn hai hài tử đơn bạc quần áo, hắn cũng rốt cục nhớ tới, chính mình hẳn là trước tìm một chỗ an trí hai người mới đúng. Hắn dùng áo da bao hai hài tử, ông lấy liền hướng về mục tiêu lúc trước mà đi. Mà sau khi nghiêm thanh sơn được hắn ông lấy, cảm xúc dần dần bình phục. Hai người thò đầu ra áo da, nhìn nam nhân cùng hoàn cảnh chung quanh. Nam nhân tuổi tác không nhỏ, từ hồ đã ba bốn mươi tuổi dáng vẻ, nhìn bẩn thiểu hề hề, trên cổ phản phất còn có lão cấu lâu năm chưa rửa sạch sẽ. Cái mũ bởi vì vừa rồi vội vàng, nghiêng đội ở trên đầu. Trong áo da của hắn còn có một cổ hương vị nói không nên lời. Hai người tuy rằng tuổi tác không lớn, nhưng đều trải qua lòng người dễ thay đổi, ghét bỏ là chưa nói tới, chỉ là trong lòng đều đang tự hỏi cái gì. Trời đã sáng, xung quanh không ít thôn dân đều đi ra quét tuyết trên đường gặp được nam nhân đều rất ác ý có người cười hỏi hắn trụ tử đi đâu vậy a à nha đây là con nhà ai nói được một nửa thấy rõ diện mạo nghiêm thanh sơn và nghiêm thanh trúc tất cả đều ngậm miệng lại nam nhân được gọi là trụ tử tâm không tạp niệm dọc theo đường đi mặc kệ người khác nói cái gì cũng không đáng để ý tới đương nhiên hắn còn không quên nhắc nhở một đôi tỷ đệ trong lòng các ngươi về sau cũng phải ít cùng bọn họ lui tới nương nói bọn họ tâm tư không tốt đều là người xấu nghiêm thanh sơn đối với việc này không cùng bình luận nàng dù sao cũng là người trưởng thành thành lập thế giới quan của mình hành vi xử sự, sự đã có một bộ tiêu chuẩn của mình bất quá xuất phát từ sự tôn trọng đối với nam nhân nàng vẫn ngoan ngoãn gật đầu đồng thời đầu bên kia của nàng cũng là như thế hai người liếc mắt nhìn nhau đều nhìn ra tâm tư của nhau bởi vì quá lạnh Người đàn ông chạy rất nhanh, nghiêm thanh sơn co lại thành một đoàn, nhìn cảnh vật xung quanh rõ ràng chưa từng thấy qua, lại vô cùng quen thuộc, tinh tế tự hỏi tình huống trước mắt. Nàng là có nguyên chủ một phần trí nhớ. Nguyên chủ tên là Ngôn Thanh Chi, cùng tên của nàng đồng âm bất đồng tự, lễ mừng năm mới 10 tuổi, là nơi này một cái địa chủ gia hài tử. Địa chủ kia tên là Ngôn Sinh Vượng, toàn bộ đất đai trong thôn đều là của nhà hắn phụ thân của nguyên chủ là trưởng tử của hắn tên là ngôn mậu xuân nghe nói lúc mới sinh ra cũng từng được phụ thân vui vẻ bất quá mẫu thân của hắn mất sớm thân phụ rất nhanh tục cưới cái này vui vẻ trí nhớ liền càng ngày càng ít thẳng đến hoàn toàn biến mất đều nói có mẹ kế thì có cha kế lời này đặt ở ngôn gia là không tệ nhất mẹ kế vào cửa rất nhanh đã sinh con trai địa vị đó là vững vàng vì không cho ngôn mậu xuân kế thừa gia nghiệp nàng nghĩ hết biện pháp chèn ép cuối cùng còn cưới cho hắn một lão bà ma ốm sinh xong hai đứa nhỏ không tới hai năm liền buông tay nhân gian ngôn mậu xuân năm xưa từng bị mẹ kế thiết kế rơi xuống nước bản thân ẩn tật chưa lành lại là một trọng tình trọng nghĩa vợ cả qua đời đối với hắn đã kích rất lớn ẩn tật bộc phát không quá hai năm cũng đi theo để lại hai đứa con liền trở thành cái đinh trong mắt mẹ kế hắn cuộc sống của hai đứa nhỏ trôi qua gian khổ Cả ngày làm việc nặng mệt nhọc, người ngôn gia đối với bọn họ động một chút là đánh chửi không nói, còn thường thường không cho hai người ăn cơm. Ngôn Thanh Trúc bây giờ đã 7 tuổi, lớn lên lại cùng người bên cạnh 4 năm tuổi đồng dạng, Ngôn Thanh Chi 10 tuổi tuổi cũng là một cái nho nhỏ. Nhưng mặc dù như vậy, Ngôn lão thái thái vẫn nhìn hai người bất quá, đến tuổi Ngôn Thanh Chi có thể lập nữ hộ, không nói hai lời liền đuổi hai người ra ngoài. Đều ngoan độc như vậy, còn không quên ở bên ngoài tuyên dương mỹ danh của mình, nói là khắc phụ khắc mẫu hai cái chổi tinh, nàng cũng là dưỡng đến có thể tự lực cánh sinh tuổi mới đuổi đi. Người trong thôn đại bộ phận đều dựa vào ngôn gia sống qua ngày, thấy hai tỷ đệ bị đuổi ra ngoài, tự nhiên không thiếu người bỏ đá xuống giếng. Hai người bộ dáng hàng áo bông trực tiếp bị cướp, phân cho hai người viện tử cũng bị người trực tiếp đẩy ngã. Hết chương này. Chương 4 Hai cái con mọc sách bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 4 Hai cái mọt sách bất quá là thời gian 4 ngày, hai hài tử cứ như vậy đông chết ở trong sân trách nát kia. Bởi vì tao ngộ tương tự, nghiêm thanh sơn đối với bọn họ thập phần đồng tình. Nhưng muốn nói thay nguyên chủ báo thù, nàng cảm thấy mình bây giờ tiểu thân thể vẫn nên lượng sức mà làm. Đương nhiên, nếu có cơ hội bỏ đá xuống giếng, cô khẳng định không ngại đi lên giẫm một cước. Rất nhanh, ba người đã đến trước cửa một cái sân vắng vẻ sân cũng là gạch thô tường viện dày nặng rắn chắc sau khi vào viện mấy gian phòng ở chỉnh tề thủy tinh trên cửa sổ thập phần thô ráp nhưng có thể nhìn thấy sương tinh có thể thấy được trong phòng cũng ấm áp hai người đang ngoài ý muốn nơi này thậm chí có thủy tinh thời điểm một cái tóc hoa râm lão thái thái đã nghe được động tĩnh đi ra vừa thấy trụ tử mặc áo đơn ông trở về hai hài tử lúc này sắc mặt chính là biến đổi về ký ức của hai người, Nghiêm Thanh Sơn cũng có không ít. Người đàn ông ông nàng tên là Lý Trụ Tử, là một người xứ khác, mẹ hắn mang theo hắn chạy nạn tới, hắn có chút ngây ngốc, những năm đó ngôn mậu xuân từng cứu hắn một mạng, liền bị hắn nhớ tới hôm nay. Điều kiện trong nhà hắn không tốt, người trong thôn đều thế lực đã quen, tất cả đều coi thường hắn, hắn cũng không nói tới lão bà, cứ như vậy lôi thôi qua. Lão Thái Thái rất là tức giận con à mẹ nói với con như thế nào chuyện ngôn gia bảo con đừng quản sao con lại không nghe lý trụ tử không phục ôm hai đứa nhỏ chen vào trong phòng lão thái thái bị hắn này chơi xấu nhiệt tình tức giận quá mức nhưng trong lòng lại đáng thương hắn mặc đơn y chạy xa như vậy chỉ có thể hận đến nghiến răng bàn tay lớn dùng sức vỗ lưng hắn vài cái thẳng đến khi hắn chạy vào trong nhà mới thôi trong phòng quả nhiên ấm áp Nghiêm Thanh Sơn đã lạnh thấu cả người run rẩy. Lý trụ tử đem hai hài tử đặt ở trên kháng, nhanh chóng trải đệm chăn, để cho hai người nằm đi vào. Lúc này mới xoay người khoác áo da trách chơi xấu với lão thái thái. Mẹ, mẹ không biết, lúc con trai đi, sân kia đều sụp, nóc nhà cũng không còn. Lão thái thái mặc kệ hắn, một đường đi hậu phòng, lý trụ tử nhắm mắt theo đuôi đi theo sau mông nàng cũng đi hậu phòng. Thanh âm hai người càng lúc càng xa, Nghiêm Thanh Sơn và em trai mới có thời gian thương lượng tỉ mỉ. Xem ra hai chúng ta là xuyên qua rồi. Nghiêm Thanh Sơn vẻ mặt không vui lại mèo vào trong chăn, thật đặc biệt lạnh a. À. Nghiêm Thanh Trúc thở dài. Sống còn hơn là chết. Nói xong lời này, hắn lại cảm thấy quá mức ủ rũ, liền bồi thêm một câu. Hơn nữa, hai chúng ta đều còn sống, so với cái gì cũng mạnh hơn. Vừa nghe lời này, nghiêm thanh sơn thiếu chút nữa lại khóc lên cũng may rất nhanh đã bình phục tâm tình sau đó hai người vì phòng ngừa lộ tẩy nói liên miên cằn nhằn còn nói không ít chuyện trong trí nhớ đơn giản xác minh một chút lại vuốt vuốt vấn đề người thiết lập hai hài tử trước kia đều là tự ti nhát gan mà tính cách hai người bọn họ đều tương đối mạnh mẽ hiển nhiên là giả bộ không được đây rất là vấn đề suy nghĩ trong chốc lát hai người đều cảm thấy biện pháp tốt nhất để duy trì nhân thiết chính là rời xa những người quen trong trí nhớ bất quá ngay sau đó vấn đề tiếp theo lại xuất hiện làm sao rời xa thương lượng đến cuối cùng bọn họ cũng không nghĩ ra nguyên nhân hai người ngay cả một bộ quần áo cũng không có rời xa có thể xa đến đâu phỏng chừng ra cửa không bao xa sẽ bị đông chết đang nghĩ ngợi cửa phòng mở ra bọn họ vội vàng câm miệng đồng thời ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy trụ tử nương kéo khuôn mặt mang theo một cái chậu gỗ lớn đi vào chậu gỗ năm nay không ít, mép thô ráp đều bị mài bóng loáng, khe hở đáy chậu còn có chút dầu mỡ. Cô đặt chậu gỗ bên cạnh bếp lò buồn, quay đầu lại kéo mặt đi. Hai người nhìn chậu gỗ lớn đặt trên mặt đất có chút mê mang. Một loạt dấu chấm hỏi đã bay lên trên đầu. Cái chậu gỗ này dùng để làm gì? Đốt lửa. Nhóm lửa không thể dùng chậu gỗ sao? Chẳng lẽ là chuẩn bị đặt ở trong phòng lợi dụng nguyên lý ngưng hoa phóng nhiệt để sưởi ấm sao? không thể nào nhiệt độ trong phòng đã bằng không rồi nói thật đối với tất cả đồ vật trong phòng này hai người kỳ thật đều là mê man cái gì mà giường sưởi bàn kháng bếp lò tủ kháng nghiêm thanh sơn còn khá hơn một chút chuyên ngành của cô là nghiên cứu và chế tác gỗ đơn giản mà nói chính là một thợ mộc đối với đồ dùng trong nhà bằng gỗ máy móc vân vân đều có nghiên cứu chỉ là còn chưa nghiên cứu đến thời điểm phản tổ như vậy đã xuyên việt nghiêm thanh trúc thì là hoàn toàn mơ hồ hắn học chính là toán học đang lúc hai người đối với tác dụng của chậu gỗ trăm mối vẫn không có cách giải trụ tử nương lại xách hai thùng nước đi vào một thùng nước lạnh một thùng nước nóng hai người nhất thời xấu hổ trong chớp mắt cảm giác mọt sách chính là nói hai người mình đầu óc này à không hiểu sao lại hút một cái như vậy vô cùng xấu hổ trụ tử nương một câu cũng không nói với hai người tuy rằng bất mãn hành vi của nhi tử nhưng hai hài tử đã ở chỗ này nói cái gì cũng là nói nhảm hơn nữa ngôn mậu xuân quả thật đã cứu nhi tử một mạng đây là nàng không thể phủ nhận trong lòng nàng đã có tính toán mấy ngày nay liền đem hai hài tử đưa đi sau đó nàng cũng mang theo trụ tử dọn đi đất của ngôn gia các nàng cũng không trồng coi như trả lại mạng của ngôn mậu xuân cứu lý trụ tử nàng ông nghiêm thanh chi từ trong chăn ra trực tiếp đặt trên mặt đất Nghiêm Thanh Sơn nhìn khuôn mặt Lý Bà Tử sắp kéo đến chân, trầm mặt không dám nói lời nào. Lý Bà Tử động tác nhanh nhẹn, quay đầu đem rèm bên giường đặt xuống, đem tầm mắt Nghiêm Thanh Trúc ngăn cách. Sau đó lại đóng cửa lại, sợ tên ngốc Lý trụ tử kia xông vào. Thu dọn thỏa đáng, nàng liền pha nước vào trong chậu gỗ, điều chỉnh nhiệt độ nước, mới giúp Nghiêm Thanh Sơn cởi quần áo. Áo đơn mỏng manh cởi xuống, lộ ra thân thể khô gầy bên trong, mặt trên tất cả đều là dấu vết xanh tím có khi là đông lạnh có khi là ngã còn có chút cành kinh quốc ngoại trường mặt toàn thân trên dưới đều không có một khối da tốt lý bà tử mặc dù không muốn gặp hai người nhưng nhìn thấy một thân này bị thương thời điểm như cũ khiếp sợ vô cùng tay cô cũng run rẩy theo hai cái từ từ thở dài thôi tất cả đều là mệnh a à. sau đó mặc dù cô vẫn không nói gì nhưng động tác trên tay lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chờ giúp nghiêm thanh sơn tắm rửa xong, còn thuận tiện bôi chút thuốc mỡ cho nàng, lúc này mới lấy ra một bộ áo lót sạch sẽ của mình bọc kỹ nhét nàng vào trong chăn đã nóng lên. Ổ chăn vừa rồi bị nhiệt độ cơ thể nghiêm thanh sơn che lạnh lẽo, kỳ thật lúc nằm ở bên trong, nàng cũng không cảm thấy thoải mái bao nhiêu, bất quá hiện tại thì không giống nhau, cảm giác khô ráo ấm áp kia, làm cho thân thể của nàng nhất thời thả lỏng xuống. Thả lỏng lần này, vết thương trên người không thể tránh khỏi liền đau lên, theo bụng cũng bắt đầu kêu ùng ụt không ngừng. Lý bà tử cho nàng tắm rửa xong, liền đi ra bên ngoài đem nước tắm đổ sạch sẽ, tiếp theo lại một lần nữa xách về hai thùng nước, đem nghiêm thanh trúc cũng cho tắm rửa một lần. Nghiêm thanh trúc còn có chút ngượng ngùng, nhưng nhìn lý bà tử vẻ mặt kia, cũng là nửa chữ cũng không dám nói. Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng cao, bất quá hai người nằm ở phía trên lại không có gì khó chịu. Lý bà tử từ bên ngoài thu vào chút đất, đem nước trên mặt đất che lại, mới bưng thức ăn tới cho hai người. Mỗi người một chén cháo trắng, gạo là gạo vụn, độ lửa nấu cũng không tới, nhưng với tình huống hiện giờ của hai người, cũng tuyệt đối không có đạo lý ghét bỏ, nói cám ơn Lý bà tử, liền bưng chén toàn bộ uống không còn một mảnh. Hết chương này. Chương 5. Ngọc Hoàng Không Gian. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 5 không gian của Ngọc Hoàng trong bụng có gì đó, nhiệt độ cơ thể từ từ tăng trở lại. Nghiêm thanh sơn bị giường nóng đắp không được chăng, lặng lẽ vươn ra một chân mát mẻ mát mẻ, lại bị lý bà tử vừa vặn nhìn, một tay liền nhét chân của nàng trở về trong chăn. Đừng lộn xộn. Hai người các ngươi đông lạnh, về sau không muốn một thân bệnh liền thành thật nằm trong chăn. Lát nữa ta sẽ tới lau mồ hôi cho các ngươi. Hai người rốt cuộc không phải là hài tử thật sự, phi thường nghe lời thành thật lý bà tử thu dọn chén đi ra ngoài một lát sau lại bưng vào hai chén canh gừng canh gừng này là lão khương nấu cây đến miệng bọn họ đều tê dại nhưng lý bà tử còn không có buông tha bọn họ để cho bọn họ đem canh gừng ăn hết mới rời đi uống canh gừng xong hai người bắt đầu đổ mồ hôi mồ hôi lạnh lẽo tựa hồ mang theo hàng khí trong thân thể bọn họ mà lúc này nghiêm thanh sơn đột nhiên khó chịu chỉ cảm thấy cả người chỗ nào cũng đau một hồi lâu không biết ở bên ngoài bận rộn cái gì lý bà tử mới lại bưng nước tiến vào dùng ấm áp khăn tay cho hai người lau một lần thân thể sau khi lau mồ hôi nghiêm thanh trúc coi như bình thường chỉ là nghiêm thanh chi đột nhiên một giọt mồ hôi cũng không có ngay sau đó người liền phát động nhiệt độ cao nàng nằm ở trên kháng nóng hừng hực người lại lạnh không chịu được chỉ chốc lát sau liền mơ mơ màng màng mê man đi qua trong hoảng hốt nàng giống như lại mơ tới trước kia khi đó cha mẹ còn khỏe mạnh nàng mỗi ngày phiền não lớn nhất chính là không nghĩ tới lý do đánh nghiêm thanh trúc thời gian trong giấc mơ không phải lưu chuyển bình thường mà là từ lúc cô mười mấy tuổi đảo ngược trở về xoay đi xoay lại cô liền thành bộ dáng mấy tuổi trong nháy mắt đó cô giống như thấy rõ khuôn mặt của cha mẹ đã nhiều năm không gặp bọn họ vẫn trẻ trung như trước cũng vẫn khiến cô tin tưởng đột nhiên nước mắt của nàng liền trào ra quỷ khuất nhiều năm làm cho toàn bộ trái tim nàng đều trở nên ẩm ướt. Nàng có rất nhiều lời muốn nói với bọn họ, không sợ kiên trì cùng quỷ khuất, còn có ấy nấy đối với đệ đệ cùng tưởng niệm đối với bọn họ. Thiên ngôn vạn ngữ, rồi lại không biết bắt đầu từ đâu. Có đôi khi cô cho rằng cuộc sống mệt mỏi đã tiêu hao hết tất cả ký ức của cô, nhưng trong giấc mơ hết thảy đều rõ ràng như vậy, rõ ràng giống như ngày hôm qua cô còn chạy chậm đẩy cửa ra, ném cặp sách lên sofa, sôi nổi chạy đến phòng bếp, cầm bếp lò cách cô không xa lắm, nhìn lén mẹ có cho Nghiêm Thanh trút thêm một miếng thịt trong đĩa hay không. Sau khi bọn họ rời đi, Nghiêm Thanh Sơn chưa từng mơ thấy dung mạo của bọn họ rõ ràng như vậy, cũng chưa từng có ủy khuất như vậy. Bọn họ đứng cách đó không xa, nhìn Nghiêm Thanh Chi đã rất nhỏ rất nhỏ cười đến ôn nhu lại không nở. Trong lúc nhìn nhau giống như tất cả quá khứ đều được tha thứ và tha thứ, cảm giác ấm áp khiến Nghiêm Thanh Sơn gần như muốn xa vào nhưng cảnh trong mơ chính là cảnh trong mơ, lúc nên tỉnh lại, luôn phải tỉnh táo. Chạng vạn ngày hôm sau, nhiệt độ cao của nghiêm thanh chi rút đi, cuối cùng người cũng tỉnh táo lại. Một lần đốt này ước chừng đốt một ngày một đêm. Mở mắt ra liền thấy được xà nhà gỗ cũ nát cùng chiếu cỏ rơi xuống đất trên đầu, nghiêm thanh sơn mê mang một chút mới nhớ lại mình đang ở nơi nào. Nghiêm thanh trút mặt một kiện rộng thùng thình áo cũ ngồi ở bên cạnh nàng, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đỏ bừng, hiển nhiên một đêm không ngủ. Hai mẹ con Lý Gia cũng không có ở trong phòng. Vừa thấy nàng mở mắt, nghiêm thanh trúc vội vàng bò qua. Ngươi xem như tỉnh rồi. Ngữ khí của hắn đều có chút nghẹn ngào, hai người liền hẳn phải chết tai nạn xe cộ đều chịu đựng qua, nếu như chết ở xuyên qua ngày đầu tiên một hồi cao nhiệt thượng, cũng không biết trong lòng được thiệt thành cái dạng gì. Nghiêm thanh sơn một hồi lâu mới thoát khỏi giấc mộng chân thật như vậy, nhìn nghiêm thanh trúc lo lắng, nàng mím môi, thanh âm khàn khàn nói một câu em mơ thấy ba mẹ họ muốn chúng ta sống thật tốt nghiêm thanh trút sửng sốt một chút vành mắt nhất thời đỏ lên trong lòng phiền muộn nói không nên lời thân thể nho nhỏ cùng biểu tình thành thục lẫn vào một chỗ thoạt nhìn có một loại đáng yêu khó hiểu đáng yêu làm cho tâm tình nặng nề của nghiêm thanh sơn đột nhiên vô cùng sung sướng cô kỳ quái bị tình cảnh này chọc cười đáng tiếc nụ cười này miệng khô nứt lập tức chảy ra một tia máu tanh, toàn thân cũng bắt đầu đau lên, đau đến mức khiến cô hít ngược một ngụm khí lạnh. Nghiêm thanh trúc trong nháy mắt từ trong cô đơn hoàng hồn, lo lắng giải thích. Hôm qua có một lão đại phu đã tới, nói thân thể ngươi tổn thất nghiêm trọng, bị thương lại nặng, hơn nữa trước hai ngày kia một đông lạnh, lúc này mới khởi phát sốt cao, bất quá ngươi tuổi còn nhỏ, chịu đựng qua sốt cao, về sau hảo hảo dưỡng sẽ không có bao nhiêu chuyện lớn nghiêm thanh sơn nghe lời này thở dài cũng không miễn cưỡng mình nhất định phải đứng lên nằm ở đó nhìn nóc nhà thật lâu sau mới hỏi tình hình bên ngôn gia thế nào nghiêm thanh trúc nghe nàng hỏi ăn ngay nói thật với nàng ngôn gia nơi đó ngày hôm qua có người tới để cho lý gia đem chúng ta đuổi đi bằng không sẽ không cho thuê đất cho bọn họ lý nải nải nói ngươi hiện tại bệnh cho dù muốn đuổi cũng phải chờ ngươi khỏe lại rồi nói sau nhưng bọn họ thái độ rất cường ngạnh, phỏng chừng chờ chúng ta đi lý gia cũng sẽ bị liên lụy. Vẻ mặt nghiêm thanh sơn không có gì thay đổi, nhưng tay lại nắm thật chặt, loại trải nghiệm bị người ta xua đuổi này, làm cho nàng không tự giác nghĩ tới chuyện năm đó bị thúc bá bị cửu cửu đuổi ra. Nghiêm thanh trúc hiểu được khúc mắt của nàng, chỉ là lúc trước hắn lo lắng nghiêm thanh sơn, lúc này mới đem những ý nghĩ khác gác lại. Đúng rồi, còn quên nói với ngươi một chuyện hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện rất quan trọng nghiêm thanh sơn nghe ra giọng nói của hắn không đúng hơi nghiêng đầu nhìn hắn ngươi xem cái này nói xong hắn từ trên cổ kéo ra một viên ngọc hoàng màu trắng ngọc hoàng ngọc chất bình thường một cái nho nhỏ chỉ có đường kính chừng hai cm mượt mà trơn nhẵn dùng một sợi dây thừng đen buộc lại đeo ở trên cổ cũng không gây chú ý nghiêm thanh sơn vừa thấy ngọc hoàng này sắc mặt lập tức biến đổi không để ý thân thể đau đớn, đưa tay sờ soạn trên cổ mình một trận, theo sau cũng kéo ra một cái ngọc hoàng giống nhau như đúc. Ngọc hoàng này bọn họ đều không xa là gì, nghe nói là lúc hai người sinh ra, cha mẹ mua về mang theo cho bọn họ. Sau đó bởi vì chất ngọc không tốt, lại không đáng giá tiền, hai người ở thời điểm khó khăn nhất cũng không có bán đi, cứ như vậy vẫn đeo trên người, thẳng đến ngày họ xảy ra tai nạn xe cộ. Hôm qua trên người ta còn không có thanh âm nghiêm thanh sơn lập tức đè thấp xuống, sợ bị người phát hiện. Ngày hôm qua Lý bà tử cho hai người tắm rửa, khi đó nếu có khẳng định liền phát hiện. Đúng, ta ngày hôm qua trong chừng ngươi thời điểm, đột nhiên hôn mê bất tỉnh một chút, liền một giây đồng hồ thời gian cũng không có, thoáng qua tinh thần đến liền cảm thấy cổ trầm xuống, móc ra liền thấy được nó, ta thấy trên cổ ngươi cũng có dây thừng đen, đoán ngươi cũng giống như ta. Nghiêm thanh sơn nghe xong lời này, trong lòng trầm xuống, không để ý thân thể đau đớn ngồi dậy không bị người khác phát hiện chứ nghiêm thanh trúc lắc đầu sau đó ta cũng không dám để lý nải nải lau người cho ngươi chỉ nói ngươi sốt cao không tan lau tay lau chân là được ta cũng có thể làm liền nhận lấy việc chăm sóc ngươi chân mày nghiêm thanh sơn lúc này mới buông lỏng một chút nhưng theo sát nghiêm thanh trúc lại nói một tin tức khiến tóc gáy nàng dựng thẳng mặt khác ta ngày hôm qua thí nghiệm qua chỉ cần tập trung tinh lực đi cảm thụ Ngọc Hoàng là có thể mở ra một cái không gian. Nghiêm Thanh Sơn quay đầu chăm chú nhìn hắn, trong lòng sóng to gió lớn, suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn. Ngay sau đó nghĩ đến cái gì, vội vàng cũng đi thí nghiệm Ngọc Hoàng của mình, phát hiện dĩ nhiên đúng như lời Nghiêm Thanh Trúc nói, trong nháy mắt liền mở ra một không gian bốn phương dài rộng cao cũng không kém hơn 2 mét, không gian này cùng vị trí hai người ở chung tựa hồ trùng hợp cùng một chỗ. Nhưng lại không có thực thể, không thể chạm vào nghiêm thanh sơn nhìn kỹ cũng chỉ có thể nhìn thấy trong không gian hư ảo có một bộ quần áo rách nát rõ ràng nàng tâm niệm khẽ động quần áo rách đã bị cầm trên tay lại nhìn nghiêm thanh trúc thấy hắn cũng kinh ngạc tựa hồ cũng đi xem xét cái gì trong chốc lát mặt hắn đều đỏ lên hưng phấn đây là ngươi bỏ vào nghiêm thanh sơn vội vàng hỏi nghiêm thanh trúc lập tức gật đầu quả thật không sai Xem ra chúng ta tự hồ là nắm giữ cùng một không gian. Tuy rằng một không gian không có diện tích lớn như hai không gian, nhưng tác dụng của một không gian lại lớn hơn tác dụng của hai không gian rất nhiều. Bây giờ cái thời đại này, khó khăn nhất vẫn là tức thời thông tin, một cái không gian có thể làm cho hai người mặc kệ ở địa phương nào đều có thể lẫn nhau liên hệ. Còn có cái gì so cái này trọng yếu hơn? Nghiêm Thanh Sơn còn muốn truy hỏi cái gì, nhưng lúc này ngoài cửa đột nhiên có tiếng bước chân vang lên đi theo liền có người kéo cửa tiến vào. Bọn họ vội vàng đem quần áo rách thu về, lại lúng cuốn tay chân đem Ngọc Hoàng một lần nữa giấu vào trong quần áo. Đồ vừa giấu xong, Lý Bà Tử liền bưng hai chén cháo, vén rèm cỏ dày đi vào, vừa thấy nghiêm thanh sơn tỉnh, trên mặt vui vẻ, bất quá ngay sau đó lại giống như nghĩ tới cái gì, trong nháy mắt rơi xuống. Tỉnh lại vừa vặn ăn chút gì đó. Nói xong đem cháo đặt ở trên kháng, chén vẫn là chén sứ thô, cháo vẫn là cháo trắng, bên trong vẫn là gạo vụn, nhưng không ai ghét bỏ. Vội vàng thật lòng cảm ơn, bọn họ bưng cháo lên ăn sạch sẽ. Hai ngày sau, thân thể Nghiêm Thanh Sơn chi rất nhanh khôi phục lại, hai người cũng ở chỗ mẹ con Lý gia nói bóng nói gió biết rất nhiều chuyện vốn chị em Ngôn gia không biết, đối với thế giới này cũng có hiểu biết đơn giản. Quốc hiệu ở đây là Đại Triệu, cũng không phải là bất kỳ triều đại nào trong lịch sử mà bọn họ biết rõ dân chúng đại triệu cởi mở, địa vị của phụ nữ tuy thấp hơn so với nơi họ sống trước đây, nhưng cũng không thấp như trong ấn tượng cổ đại. Hiện giờ đương chính là hoàng đế thứ tư của đại triệu, tên là Trác Ngọc, 45 tuổi, niên hiệu Tân Bảo. Mặc dù là hoàng đế thứ tư, nhưng đại triệu lập quốc lại không tới trăm năm. Nghe nói, hoàng đế đời thứ nhất là nữ, họ triệu, danh vọng cực cao, cống hiến rất lớn cho đại triệu, đáng tiếc mệnh ngắn không đợi tới khai quốc đã bị hoàng đế tiền triều hại chết, còn là triệu thái tổ sau này hoàng đế truy phong. Năm lập quốc, đã được xưng là năm thái tổ thứ nhất. Năm thứ hai, nghĩa tử trác bàn của nàng kế vị, niên hiệu kiến an. Kiến an đế cả đời chăm lo việc nước, cẩn trọng, kinh tế và nông nghiệp của đại triệu cũng chậm rãi khôi phục sức sống trong tay hắn. Đáng tiếc cũng rất đoản mệnh, hơn 50 tuổi đã chết, làm hoàng đế 26 năm. Thái tử kế vị, niên hiệu định thiên, kế thừa di chí của tiên đế, một lòng vì lê dân xả tắc, làm hoàng đế không đến 40 năm mới qua đời. Để lại đại triệu bừng bừng sức sống kiếp này cho con trai thứ hai trác ngọc của hắn. Cho nên bốn vị hoàng đế cộng lại, cầm quyền cũng không quá mấy chục năm. Quả nhiên, làm hoàng đế là một công việc phí mạng. Nghe nói, nữ đế thân sinh hai trai một gái đến nay đều còn sống, làm hoàng thân quốc thích, bọn họ vinh hưởng phú quý, quyền thế ngập trời, cả đời tiêu sái thuận lợi, thuận tiện còn chịu chết trác gia nhiều đời người. Hết chương này. Chương 6 Rời đi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 6 Rời đi về phần tại sao nữ đế rõ ràng mình có hài tử, lại để cho nghĩa tử kế vị, vậy thuyết pháp liền tương đối nhiều. Bất quá bởi vì ba hài tử của nàng hiện tại sống rất tốt, 8-90 tuổi, còn sống thập phần tiêu sái, mọi người cũng không dễ hướng âm mưu luận đi phỏng đoán nghiêm thanh sơn đối với những câu chuyện lịch sử này cảm thấy rất hứng thú đáng tiếc lý bà tử biết rất ít lý trụ tử biểu đạt lại không rõ ràng nàng hỏi thăm một chút cũng không hỏi được bao nhiêu hữu dụng bất quá bởi vì nữ đế chi cố nữ tính địa vị ngược lại là tăng lên rất nhiều đừng nói nữ tử có thể lập nữ hộ chính là giống như nam tử đọc sách khoa cử cũng là chuyện thường xảy ra tuy rằng nhằm vào nữ quan có không ít tuổi tác hạn chế gã cưới cùng chính lệnh, muốn làm ra một phen thành tích, vẫn không dễ dàng, nhưng là chân chân chính chính có thể cùng nam tử song song cùng triều đình. Nghiêm Thanh Sơn xem như tự mình cảm thụ chính lệnh của nơi này đối với nữ tử, dẫm lên ngưỡng cửa thấp nhất của lập nữ hộ bị lập nữ hộ lại đuổi ra khỏi nhà, vẫn là ngôn gia dùng tiền giúp nàng làm. Phỏng chừng đi không ít quan hệ. Hộ tịch của nàng và Nghiêm Thanh Trúc đã được ngôn gia báo lên, huyện nha mùng sáu khai nha, tính như vậy, Hộ tịch mới xuống, cũng chính là chuyện hai ngày nay. Nếu có hộ tịch, nàng và Nghiêm Thanh Trúc sau này cho dù có tư cách độc lập, cũng để lại cho bọn họ một con đường lui. Ngôn gia muốn bọn họ cho dù chết cũng không phải là người của Ngôn gia, còn tưởng rằng đây là chuyện dễ dàng biết bao, lại không biết bọn họ đã không còn là hai đứa trẻ quen biết trước kia nữa. Vài ngày trôi qua, sáng sớm mùng 9, người Ngôn gia lại tới, lần này không phải tới cảnh cáo người Lý gia nghiêm thanh sơn còn chưa tỉnh ngủ chợt nghe thấy tiếng đập phá bên ngoài nàng rất nhanh đã bị đánh thức bởi vì không có quần áo vừa người để mặc nàng theo bản năng chọc về phía áo giáp trách đặt ở trên chăn trong phòng xám xịt không nhìn thấy tình huống chung quanh nàng chỉ biết là lý bà tử đã đứng lên rời đi để đệ, đệ còn ở bên cạnh mình nghiêm thanh trúc khác với nàng hai ngày nay ngủ vô cùng tỉnh táo từ lúc nàng tỉnh lại nghiêm thanh trúc đã bò dậy người bệnh còn không có hảo hoàn toàn ta đi xuống xem một chút. Hắn nói chuyện, bên ngoài liền truyền đến tiếng lý trụ tử gào thét. Đừng đập. Các ngươi đừng đập. Đó là vải thức ăn của mẹ ta, các ngươi muốn đập thì đập của ta. Tiếp theo chính là bùm một tiếng, toàn bộ vải đều nổ tung ra, lý trụ tử khóc lớn, lý bà tử nhanh chóng đi qua kéo hắn. Cút ngay. Cho các ngươi xen vào việc của người khác. Đi chết đi. Tràng diện rất là hỗn loạn, Nghiêm Thanh Sơn cũng vội vàng khoác áo da cũ muốn bò xuống kháng. Bất quá còn không đợi nạn có động tác, Lý Trụ Tử liền che chở Lý bà tử về tới trong phòng, trong phòng không có đèn, thấy không rõ tình hình trên mặt hai người, nhưng Nghiêm Thanh Sơn nhạy cảm cảm nhận được khí tức của Lý Trụ Tử thập phần hỗn loạn, liên lạc lại với những động tĩnh vừa rồi, suy đoán hắn nhất định là bị người đánh. Trong lòng hai tỷ đệ cảm thụ nói không nên lời, luôn cảm thấy ấy nấy. Bên ngoài đánh đập thanh âm còn đang tiếp tục. Lý Gia Mẫu tử nhưng là cái gì cũng không có nói, đứng ở cửa địa phương phòng ngừa những người đó xông vào. Nghiêm Thanh Trúc sắc mặt thập phần khó coi, đi tới bên cạnh hai người, tự hồ ngửi được một chút mùi máu tươi, phẫn nộ rất nhiều còn có chút bối rối. Trụ tử thúc, ngươi bị thương. Lý trụ tử nghe được thanh âm của Nghiêm Thanh Trúc, trong lòng càng nghẹn khuất, hắn không cảm thấy mình làm sai, tuy rằng mẹ hắn cùng hắn nói lợi ích liên quan đến phương diện này, nhưng hắn vẫn không muốn cúi đầu, có lẽ có người sẽ nói hắn là kẻ ngốc nhưng trong lòng hắn có tính toán của mình ta không sao các ngươi không nên đi ra ngoài phải hảo hảo dưỡng bệnh nghiêm thanh sơn lúc này đã cuốn chặt áo khoác cũ lạnh lẽo từ trong chăn ấm áp bò ra cùng lúc đó giọng nói lạnh lùng của nghiêm thanh trúc cũng vang lên ta đi xem bọn họ rốt cuộc muốn làm gì hắn và nghiêm thanh sơn hôm nay không có nơi nào để đi nhất định phải ở lại đây một thời gian nữa vấn đề này không giải quyết, chuyện nối gót nhau tới càng nhiều. Hắn hết lòng tin tưởng những người đó cho dù là động thủ đánh đập, cũng không dám đánh hắn, bởi vậy mới có sức mạnh như vậy. Bằng không ngôn gia cũng sẽ không đem hai đứa nhỏ thả ra, trực tiếp đánh chết ở nhà không phải tốt hơn. Bọn họ là chuẩn bị đem hai hài tử bức vào tuyệt lộ, rồi lại nửa điểm cũng không muốn dính tay của mình. Mẹ con Lý Gia thật không ngờ tầng này, vừa thấy nghiêm thanh trúc còn muốn chạy ra ngoài, Lý trụ tử nhanh chóng đè lại. Đừng đi. Lý bà tử chán nản thở dài, cũng nói theo. Ngươi để cho bọn họ đập đi. Lúc này Nghiêm Thanh Sơn đã từ trên kháng đi xuống, lê một đôi giày của Lý bà tử đi tới bên người Nghiêm Thanh Trúc, ở trong phòng xám xịt cùng Nghiêm Thanh Trúc liếc nhau. Lý nải nải, đều là chúng ta liên lụy ngài, chúng ta cái này liền rời đi, để cho bọn họ không cần tài đập. Hai người ăn ý làm ra cùng một quyết định, có thể sống sót đã rất tốt, Lý gia lại không có khả năng thu nhận bọn họ cả đời, sớm muộn gì cũng phải đi. Tuy rằng cuộc sống bên ngoài cũng chưa chắc dễ chịu, nhưng bọn họ còn không cách nào thản nhiên nhìn người khác vì bọn họ cửa nát nhà tan. Biện pháp sống sót không nhiều lắm, nhưng bọn họ đã đến, cũng không tin sẽ chết ở chỗ này. Tự hồ cảm nhận được quyết tâm của bọn họ, tâm tình Lý bà tử bình phục một ít. Yên tâm đi. Việc này trong lòng ta biết rõ nàng đưa tay đè bả vai hai hài tử, không có nửa điểm ý định để cho bọn họ rời đi. Những người đó thoạt nhìn chỉ là cảnh cáo một phen, ở trong sân một trận đánh đập về sau, cao giọng cảnh cáo Lý Gia Mẫu Tử không nên lại xen vào việc của người khác liền nghênh ngang rời đi. Bốn người trong phòng đều trầm mặt một lát, đợi sau khi xác định những người đó rời đi, mới đẩy cửa đi ra ngoài. Trong sân một mảnh hỗn độn, đống củi lửa đóng chỉnh tề bị người đẩy ngã, rau ướt trong vài dẫm đầy đất, rau khô phía dưới xà nhà, rèm có khô chồng lên đều bị xé nát, cửa sân bị người từ bên ngoài đẩy ngã, tường viện cũng bị phá một khối thật lớn. Trong lòng tỷ đệ ngôn gia đều không dễ chịu, bị người vứt bỏ coi như xong, còn bị bức đến hoàn cảnh như vậy, còn có chút ấy nấy đối với mẫu tử lý gia cùng phẫn hận đuổi tận giết tuyệt với ngôn gia. Lý trụ tử cứng cổ nhìn đồ vật đầy đất, lại khóc lên. Người duy nhất bình tĩnh chính là Lý bà tử, nàng đem hai hài tử một lần nữa đẩy mạnh trong phòng dẫn lý trụ tử thu thập một chút đồ đạc trên mặt đất chờ sau hừng đông những món ăn rách nát kia bị nàng dọn vào trong phòng ngồi ở trên kháng bưng sọc vừa chọn rau khô vừa cùng hai người nói lên dự định sau này ta đã chuẩn bị mang theo cây cột trời đi nơi này chúng ta cũng không ở nổi nữa dù sao đất cũng là tá điền tới phòng ở cũng là lúc trước chủ gia đại gia giúp đỡ chúng ta xây để lại cho các ngươi chính là việc nên làm Hai hài tử khoác áo khoác cũ giúp đỡ hái rau đều trầm mặt lại, bởi vì mình làm hại người khác xa xứ, đây là chuyện bọn họ chưa từng nghĩ tới. Nếu các ngươi không có chỗ đi thì ở lại đây, mấy ngày nay muốn chuẩn bị cái gì thì nói với ta, ta cũng đem hết toàn lực giúp các ngươi chuẩn bị. Lý bà tử tuy rằng đau lòng hai đứa nhỏ, nhưng nàng vẫn rất nhận ra hiện thực, Lý trụ tử đầu óc không tốt, hai mươi mấy tuổi còn chưa lấy được vợ, lý gia cũng không có tiền tài gì, muốn nuôi thêm hai đứa nhỏ vẫn phiền toái như vậy hai đứa nhỏ khẳng định là không có khả năng trụ tử thiếu đại thiếu gia một mạng cũng là mượn hắn chiếu cố hai mẹ con chúng ta mới có thể có ngày lành như bây giờ hôm nay trụ tử đem các ngươi cứu xuống coi như là trả phần tình này hai người đã hiểu được lời lý bà tử muốn nói nghiêm thanh sơn do dự không biết phải mở miệng như thế nào quay đầu nhìn về phía đệ đệ vừa lúc đối diện với nghiêm thanh trúc bà lý nếu bà tin tưởng cháu sau này cháu tự hồ biết nghiêm thanh trúc muốn nói cái gì, lý bà tử phất phất tay, trực tiếp cắt đứt lời hắn chưa nói xong. Không cần, nguyên bản chính là chúng ta thiếu ân tình, chúng ta thiếu chủ gia đại gia một mạng, lại thiếu hắn nhiều năm trong năm, hôm nay cứu hắn hai đứa nhỏ, coi như là trả hết, từ nay về sau các ngươi là phú quý vinh hoa, là thăng chức rất nhanh cái kia đều cùng mẹ con chúng ta không có liên quan. Nghe được lý bà tử nói như thế, tỷ đệ ngôn gia cũng không hề miễn cưỡng cho dù mình có lòng tin sau này cuộc sống sẽ càng ngày càng tốt, nhưng ở thời điểm cuối cùng nói mỗi một câu đều là lời nói suông. Bất kể là thật lòng hay là giả ý, mẹ con Lý Gia rốt cuộc đã cứu mạng bọn họ, cũng bởi vì bọn họ mới rơi xuống ruộng đất như hôm nay. Là ngài cùng trụ tử thúc đại ân, mới vừa cứu tỷ đệ chúng ta, bây giờ lại bởi vì chúng ta xa xứ, lần này đại ân đại đức tất không dám quên, làm sao người nhỏ lực đơn, cũng không có gì có thể báo đáp hai vị liền dập đầu ba cái với ngài, tạ ơn ân, ân tình của ngài. Lý bà tử vừa nghe hai người không có ý cầu đi theo mình, trong lòng lúc này buông lỏng, biểu tình trên mặt đều trở nên nhu hòa. Hai người thấy vậy, liền cung kính kính dập đầu ba cái với nàng, xem như hoàn toàn chấm dứt ân oán liên lụy hai nhà lúc trước. Đây là sau khi bọn họ đến dị thế, lần đầu tiên cảm nhận được thiện ý, bọn họ nguyện ý khắc ghi trong lòng, cũng nguyện ý thuận theo đối phương giải quyết xong phần liên lụy này từ nay về sau hai nhà gặp lại, quan hệ là tốt hay xấu, liền hoàn toàn dựa vào bản tâm. Biết quyết định của bọn họ, Lý bà tử nâng hai đứa nhỏ dậy, đi theo dặn dò một câu. Chúng ta trước khi rời đi, ta sẽ để trụ tử cũng đi chủ gia đại gia trước một phần tế điện, các ngươi nếu là muốn đi, liền cùng đi theo đi thôi. Đi nhất định là phải đi, bất quá tỷ đệ ngôn gia bây giờ còn có chuyện khác phải suy nghĩ. Tốt, đúng rồi, còn quên hỏi ngài, Ngài cùng trụ tử thúc chuẩn bị khi nào rời đi. Cám ơn cũng cám ơn, vẫn là nói chuyện chính sự đi. Ngôn gia bên kia ép buộc, hai người muốn sống sót, bị động ở lại nơi này khẳng định không phải kế hoạch thật lâu, có một số việc nên sớm lên kế hoạch. Lý bà tử suy nghĩ một chút, liền nói. Qua mười lăm đi. Coi như là qua một năm. Nghiêm thanh sơn gật đầu. Như thế, tỷ đệ chúng ta chỉ sợ còn phải quấy rầy mấy ngày lý bà tử thống khoái gật đầu đều phải rời đi cũng không kém mấy ngày nay hai ngày sau ngôn gia còn có người tới cửa đập xong sân liền đập nhà lý bà tử cái gì cũng không nói cứ như vậy tùy ý bọn họ đập tới đập lui lý trụ tử lại trực tiếp bị đuổi tới thị trấn làm việc vặt thuận tiện đem đồ trong nhà không mang đi được đều kéo tới thị trấn bán lấy tiền lý gia tích góp không nhiều lắm thật muốn rời đi cũng phải chuẩn bị nhiều hai ngày nay Lý bà tử cho tỷ đệ các nàng còn một người làm một thân sim y, ngoại trừ dùng áo da trách mây cho hai người một bộ áo da rất nặng, còn cho hai người một người làm một cái quần da. Hai người cũng không có cùng lý bà tử khách khí, lại để cho nàng giúp đỡ khâu hai bộ áo bông cùng mũ gì đó. Đợi đến khi thân thể khỏe hơn một chút, liền bắt đầu mỗi ngày chạy ra ngoài. Theo bọn họ bắt đầu ra cửa đi lại, sức ăn cũng trở nên càng lúc càng lớn, Lý Bà Tử nhìn Nghiêm Thanh Sơn chính mình có thể chống đỡ được sức ăn của một đại lão gia trưởng thành làm việc thể lực lý trụ tử, càng thêm may mắn chính mình không có quyết định giữ bọn họ ở lại bên người. Mấy ngày trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã đến 15. Nghe nói hôm nay trong thị trấn còn có lễ hội hoa đăng, bất quá cái kia cùng Nghiêm Thanh chi nửa điểm quan hệ cũng không có. Nàng nhìn lý gia ván gỗ trên xe tổng cộng đều không có bao nhiêu hành lý, trong lòng nói không nên lời sầu não nhớ năm đó nàng cũng là như vậy, lưng chính mình đệm chăn, cầm chính mình số ít đổi giặt quần áo, ngồi xe buýt liền từ cửu cửu nhà chuyển ra. Thời đại này, không có mảnh đất thuộc về mình, có lẽ không khác gì ăn nhờ đậu. Đại tỷ, nếu không ta lưu lại đi. Thấy nàng như vậy, nghiêm thanh trúc thập phần không yên lòng, nghiêm thanh sơn lắc đầu, vỗ vỗ bả vai hắn, trong nháy mắt ý chí chiến đấu sụt sôi. Yên tâm đi. Chuyện đánh nhau, đại tỷ ngươi lúc nào mất mặt cho ngươi. Hết chương này. Chương 7 Phản kháng bắt đầu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 7 Phản kháng bắt đầu sáng sớm ngày 16 tháng Giêng, trời vừa tờ mờ sáng, nghiêm thanh sơn đã bày trận thế trước cửa lớn ngôn gia. Cô mặc một chiếc áo khoác da rộng thùng thình, trong tay sách thùng gỗ, từng gáo từng gáo nước gà hắt lên cửa lớn ngôn gia, âm thanh ào ào kia nhất thời quấy nhiễu người gác cổng ngôn gia người gác cổng thấp bé gầy gò có chút già nua là một thân thích của mẹ kế ngôn mậu xuân chu thị trên mặt còn có thể nhìn ra cây nghiệt giống chu thị như đúc hắn không rõ nguyên do vội vàng mặc quần áo liền chạy ra cửa vừa chạy vừa không quên cao giọng nói đến rồi đến rồi sân như vậy cửa lớn bình thường là không mở cũng sẽ không có người sáng sớm liền đến gõ cửa lớn hắn chỉ cho là có việc gấp gì, nửa điểm cũng không dám trì hoãn. Cửa nhỏ bên cạnh mở ra, nghiêm thanh sơn nghe thấy động tĩnh liền chờ ở trước cửa. Lão nhân gác cổng dơ đèn nhỏ, hiếp mắt nhìn lại, còn không đợi thấy rõ ràng cái gì, đã bị nghiêm thanh sơn một gáo máu loãng bao đầu bao mặt tưới xuống. Ai? Ngươi làm gì? Phốc phốc. À phốc. Cái gì đây là? Hắn chăm chú nhìn, lúc này mới nhận ra nghiêm thanh chi, sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Là ngươi. Ngôn thanh chi. Khuôn mặt nghiêm thanh sơn chi lạnh lùng, vên váo tự đắc, nàng mặc một thân áo da cũ nát, dáng người không cao, nhưng lưng thẳng tắp, đối với người gác cổng giận dữ mắng mỏ nửa điểm không sai, thuận tay lại muốn đem thùng máu gà pha nước kia hướng mặt người gác cổng dương lên, người gác cổng cực kỳ giận dữ, nhưng bản năng vẫn làm cho hắn vội vàng nghiêng người tránh thoát. Trong trí nhớ người gác cổng vì lấy lòng ngôn gia lão thái thái, nhưng là không ít vì khó tả thanh chi hôm nay thấy hắn như vậy trong lòng nàng cũng rất là thống khoái không sai chính là ta mau để cho các ngươi ngôn gia lão gia đi ra nói chuyện với ta bằng không trong chốc lát dội ở ngôn gia trên cửa lớn có thể cũng không phải là máu loãng mà là phân than nói xong nàng còn không quên đem phía sau dậy sớm chuyển đến một chậu gỗ thùng gỗ lộ ra để cho cái kia chỉ lộ một cái đầu người gác cổng nhìn cẩn thận người gác cổng lau máu trên mặt mình cười lạnh nói cũng không nhìn xem mình đức hạnh gì được ngươi không cần gặp lão gia sao ngươi chờ cho ta nói xong thân thể hắn chợt lóe lên muốn đi gọi người ra bất quá theo suy đoán của nghiêm thanh sơn tỷ lệ gọi lão gia ngôn gia tới không cao tay chân còn kém không nhiều lắm bởi vậy nàng lại bổ sung một câu ta khuyên ngươi tốt nhất nghe ta ý tứ bằng không lập tức xảy ra chuyện cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi loại này không đau không ngứa ngoan thoại ở người gác cổng xem ra cũng không phải chuyện thậm chí giận dữ hắn cũng chưa chắc nghe đi vào quả nhiên nghiêm thanh sơn còn chưa hắt hết máu trưởng công ngôn gia đã tập kết là hét cái gì đó hướng về cửa lớn mà đến ngôn gia nhân khẩu thịnh vượng trong tay lại có chút tiền nhỏ ngoại trừ trong nhà năm sáu cái tôi tớ còn nuôi mười mấy cái trưởng công năm ngoái lễ mừng năm mới trong khoảng thời gian này đại bộ phận trưởng công đều phải trở về lễ mừng năm mới nhưng năm nay bởi vì ngôn thanh chi chi cố bọn họ lại đều lưu lại đi lý gia gây sự cho nên lúc này bọn họ cũng đều còn ở ngôn gia nghiêm thanh sơn đối với việc này sớm có chuẩn bị nàng bình tĩnh đem phía sau máu loãng dội xong lại bắt đầu hướng ngôn gia trên cửa lớn dội phân cửa lớn ngôn gia là màu đen đóng đinh cửa khí phái không giống như là nông hộ bình thường máu loãng hắt lên vừa không thấy được cũng không có ảnh hưởng Bất quá, một bát nước phân hiệu quả liền bất đồng. Nàng đang dội hăng say, mấy trưởng công mang theo quốc sản từ cửa hông lao ra, bộ dáng thập phần hung ác, cho dù đối thủ là đứa nhỏ lớn hơn nghiêm thanh chi một chút, bọn họ cũng giống như vậy. Có lẽ tại lý gia thời điểm, những người này có điều cố kỵ chưa chắc sẽ thật đối với nàng hạ trọng thủ, nhưng bị người đánh tới trước cửa, sự tình tính chất cũng đã thay đổi. Người ngôn gia có thể phóng túng cô vô thanh vô tức chết ở bên ngoài, nhưng không thể chấp nhận cô dùng thủ đoạn kịch liệt như vậy cùng bọn họ đồng quy vu tận. Nghiêm Thanh Sơn đã sớm có chuẩn bị, ánh mắt híp lại, nhanh chóng lui về phía sau, ngay tại những người này nhằm phía nàng thời điểm, dùng vừa rồi dội phân gáo nước từ một cái khác đặt ở dưới chân nửa ngày trong thùng vớt ra một gáo nước đến, nửa điểm do dự cũng không có trực tiếp dội về phía đối phương ánh mắt. Có người phản ứng nhanh, nhanh chóng nhắm mắt, nhưng có người nhắm mắt cũng chưa kịp, bị một chút chất lỏng thấm vào nhất thời hai mắt nóng rát sưng phỏng, bọn họ nhanh chóng dùng tay áo lau mặt, kết quả lại là càng lau càng khó chịu. Đây chính là nước ớt cô nải nải tự tay nấu một ngày, thưởng cho các ngươi nếm thử. Ớt chính là mấy ngày trước đám trưởng công này tự tay từ trên mái hiên lý gia kéo xuống, ăn không được cũng chỉ có thể lợi dụng phế vật. Trong lúc nói chuyện, Nghiêm Thanh Sơn còn không quên trái một gáo phải một gáo đem mấy người kia còn xong về phía trước bổ sung một lần. Đưa tay tinh chuẩn lưu loát, làm cho mấy người không hề phòng bị ai có thể nghĩ đến đứa nhỏ này tổn hại như vậy a à? nhất thời có mấy cái quốc của trưởng công rơi đầy đất tất cả đều hừ hừ a à a à che mắt bọn họ đau quá sức đưa tay cầm tuyết phía dưới tường viện ấn lên mắt mình nghiêm thanh sơn làm sao sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy từ một bên cầm lấy một cây đoạn côn đối với mọi người chính là một trận mãnh liệt gõ có một người tính tình không tốt nhắm mắt lại muốn kéo gậy của nghiêm thanh sơn Nghiêm Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, mặc cho hắn kéo. Kết quả người nọ vừa bắt đầu đã bị một cái đinh nhỏ đập vào đánh vào tay, cái đinh nhỏ đóng rất sâu, chỉ nhô đầu ra, đánh chết người có chút khó khăn, nhưng cạo người quá dễ dàng. Người nọ chịu đựng đau đớn, cho rằng Nghiêm Thanh Sơn giành được gậy gộc trong tay, đối phương sẽ không còn chỗ dựa, ai biết Nghiêm Thanh Sơn lực lượng lớn thần kỳ, mặc cho hắn kéo, nhưng cũng không thể đoạt được gậy gộc trong tay Nghiêm Thanh Sơn trong lúc hai người kéo một kéo lực chú ý của người nọ bị gậy gọc hấp dẫn căn bản không có phát hiện nghiêm thanh sơn một tay cầm gậy gọc theo phương hướng hắn lôi kéo đưa tới cùng lúc đó tay trống nhanh chóng từ trong túi áo da trách lấy ra một quả cầu nhỏ đổ vôi trực tiếp ngã vào mặt hắn hắn làm sao có thể nghĩ đến một tiểu hài tử còn có chiêu thức hạ lưu như vậy bị đập ngay tại chỗ vôi vôi bay lên trên mặt và trên cổ hắn đều nổi lên một tầng quả cầu nhỏ kia là ruột heo làm một đoạn nho nhỏ, bị nàng rót no khí cùng sinh vôi, lại hung hăng buộc chặt, ngã một cái liền phá, tỷ lệ thành công cao tới chính thành. Trên mặt người nọ vốn là nước ớt còn chưa có xóa đi, trộn lẫn vôi sống đã dần dần bắt đầu nóng lên, hắn nhắm mắt lại không biết đập trúng mình là cái gì, sợ tới mức nhanh chóng lấy tay đẩy ra. Nghiêm thanh sơn nheo mắt lại, lập tức nắm chắc cơ hội, phi chân mà lên, lúc này liền cho người này đến đoạn tử tuyệt tôn cước, hơn nữa trên mặt vôi đã theo nước ớt cùng nhau nóng lên, đem nước ớt cảm giác đau đớn phóng thích đến mạnh nhất, hắn trong nháy mắt đau đến không còn tính tình. Một bộ liên kích như vậy, bất quá chỉ là trong nháy mắt. Nghiêm Thanh Sơn đánh bại một người, nhanh nhẹn tiến công những trưởng công còn lại, khí lực của nàng vẫn chưa đủ, chỉ có thể nắm chắc tiên cơ, đánh những người này trở tay không kịp, thừa dịp bọn họ bị bệnh, muốn mạng của bọn họ. Đoạn côn ở trong tay nàng vung vẩy uy vũ sinh phong, hoàn toàn không cần kỹ xảo, là có thể đem những này không mở ra được mắt trường công đánh lăn loạn đầy đất. Cô không có lưu thủ, vừa đánh vừa mắng. Không phải sẽ đánh đập sao? Không phải khi dễ lý gia không ai sao? Muốn đuổi ta đi? Không có cửa đâu. Cô nãy nãy hôm nay ta không đòi lại những món nợ kia, liền trực tiếp treo cổ trước cửa lớn ngôn gia các ngươi. Những lời này của Nghiêm Thanh Sơn, từng tiếng khóc máu, quyết tâm treo cổ trước cửa lớn ngôn gia kia làm cho người gác cổng cách cửa lớn nghe lén đều kinh hồn bạc vía tay hắn khẽ run rẩy luôn cảm thấy sự tình hiện tại có chút vượt qua dự đoán của hắn miệng hắn thì thao điên rồi điên rồi ngôn thanh chi điên rồi lời này của nghiêm thanh sơn không biết là nói cho ai nghe nhưng động tác đánh người của nàng lại không có dừng lại rốt cuộc chỉ là trưởng công mà thôi cũng không phải tay chân chuyên nghiệp bị cô đánh như vậy nhất thời liền héo đều lui về phía sau muốn ít bị hai gậy trong quá trình còn có người bởi vì tránh né đem chậu gỗ nàng mang đến đá ngã hai cái vẫy một thân canh phân của mình chính mình xui xẻo không nói đem nghiêm thanh sơn chi cũng tức quá sức nhiệt độ này muốn biến phân thành nước phân cũng không phải dễ dàng như vậy tối hôm qua cô ngay cả ngủ cũng không ngủ liền mân mê mấy thứ đồ chơi này một đám người một đường ai u ai u che mắt chạy trốn chung quanh thẳng đến khi nhị thiếu gia ngôn gia đi ra, nghiêm thanh sơn mới thu gậy gộc, đứng ở trước cửa ngôn gia. Mấy trưởng công vội vàng từ cửa hông chen vào, đem nhị thiếu gia lau vai mà qua ghê tẩm quá sức. Nhị thiếu gia ngôn gia là con của lão thái thái ngôn gia, năm nay 27, tên là ngôn mậu hạ, lớn lên trắng trẻo sạch sẽ, nhàn sắc bình thường, dáng người cũng không cao, có chút mập mạp, lớn lên không giống ngôn lão thái, càng giống ngôn lão thái thái nhiều hơn một chút ngôn mậu hạ từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn tay màu xanh nhíu mày bịt mũi một đám phế vật trưởng công vừa nghe thanh âm của hắn hoảng loạn rất nhiều còn không quên hành lễ nhị thiếu gia cúc cúc đồ vô dụng nói xong hắn mới lắc lư đi tới trước mặt nghiêm thanh sơn từ trên cao nhìn xuống nghiêm thanh sơn nói đi tìm tôi có chuyện gì nghiêm thanh sơn tuy rằng ngửa đầu nhưng không chậm trễ khinh bỉ hắn. Tìm anh. Một người điền phòng cũng xứng. Ngôn mậu hạ vừa nghe lời này, lúc này liền muốn nổi đóa, nhưng hắn còn chưa kịp động tác, nghiêm thanh sơn lại là trực tiếp nhảy lên. a à a à, một tiếng, cô liền tặng ngôn mậu hạ một cái chân tuyệt tử tuyệt tôn. Động tác tới vừa vội vừa mãnh liệt, lại bởi vì ngôn mậu hạ lơ là, bản năng muốn lui về phía sau, cũng dĩ nhiên không kịp ngôn mậu hạ còn chưa tổ chức tốt ngôn ngữ phản bác của mình căn bản không nghĩ tới nghiêm thanh chi nói cũng không cho hắn nói lại trực tiếp dùng loại thủ đoạn này với hắn hoàn toàn không phòng bị bị nạn đá đến trắng chắc thật sảng khoái quả thực ngôn mậu hạ chua xót kích thích vặn vẹo bất lực lại đè nén tiếng thống khổ nhất thời vang vọng cả bầu trời vốn còn muốn mắng nghiêm thanh sơn hai câu bây giờ một chữ cũng không nói nên lời nhưng ai biết đây còn chưa tính là thảm nhất một cước kia của nghiêm thanh chi hiển nhiên cũng không phải tuyệt sát chỉ là bắt đầu mà thôi ngay khi hắn ông lấy vị trí trọng điểm của mình không lưng kẹp chân nghiêm thanh sơn ngang nhiên vươn tay phải ra hai ngón tay mảnh khảnh rẽ ra vương song song trực tiếp chạy về phía ánh mắt của hắn trong nháy mắt đó hai ngón tay nghiêm thanh sơn chưa từng có từ trước đến nay khí chất tàn nhẫn quyết tuyệt hiển lộ rõ ràng nghiễm nhiên đã không để ý nửa điểm hậu quả sách mới kỳ, cầu sưu tầm, cầu đầu tư, cầu đề cử. Quyển sách nhất định sẽ viết đến kết thúc, xin mọi người yên tâm đầu tư. Cuối đầu cảm tạ. Hết chương này. Chương 8 Ngôn lão đầu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 8 Ông già ngôn ngôn mậu hạ bị cái này liên chiêu dọa đến trái tim đều muốn bay ra, thét chói tai một tiếng, cuối cùng là đuổi ở hai ngón tay cắm vào mắt hắn trong nháy mắt, đem con mắt cho nhắm chặt. Bất quá cú đâm này vẫn đâm vào mắt hắn đau nhất, có thể thấy được lúc nghiêm thanh sơn ra tay, là thật sự chạy tới đâm mù. Hắn gào khóc, một tay ông bụng nhỏ một tay che mắt, mắng chửi đỉnh đạt muốn chạy trốn. Tiểu súc sinh. Ngươi chờ đó cho ta. Chờ gia ta gọi người giết chết ngươi. Ngôn mậu hạ đã quen sống an nhàn sung sướng, làm sao nếm qua thiệt thòi như vậy, nước mắt nước mũi dàn dụa từ trong kẻ răng nặng ra ba chữ, nghiến răng nghiến lời chuẩn bị buông hai câu ngoan thoại rời đi. Đáng tiếc suy nghĩ trong lòng hắn còn chưa nói ra, đại đội ba của Nghiêm Thanh Sơn đã đến. Thư dịp ngôn mậu hạ không có khí lực phản kháng, còn nhe răng trận mắt che mắt giả mù, hai tay nàng nửa mở, cổ tay dùng sức, trực tiếp cho ngôn mậu hạ vẫn mông cùng nàng không cao lắm. Lần này mang theo kình phong, dưới tất sức không có tổn thương đến màn nhĩ ngôn mậu hạ, lại trực tiếp chấn động đến sọ não của hắn khuôn mặt ngôn mậu hạ trong nháy mắt vặn vẹo, đầu óc vu vù, vù, thoáng chốc trống rỗng, thân hình cùng mình hơi lắc lư, theo sát màu sắc quần áo dưới thân tối sầm lại, không đợi nghiêm thanh sơn tiếp một chiêu, người trực tiếp ngã xuống dưới chân nàng. Nghiêm thanh sơn thật không ngờ mình luyện nhiều năm một lần lại dùng ra chiêu thức sắc bén như thế, trong lòng thầm mắng ngôn mậu hạ yếu đuối, nhưng trên mặt nửa điểm dấu vết không lọt, còn một cước dẫm lên đầu ngôn mậu hạ, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở đó, nhìn người gác cổng núp ở trong cửa không dám đi ra không khí lập tức yên tĩnh lại thân thể ngôn lão nhị còn vì đau đớn mà co quắp bóng tối dưới thân càng lúc càng rõ ràng hiển nhiên đã không khống chế được nghiêm thanh sơn hạ thủ có nặng nhẹ tình huống trên người ngôn mậu hạ bất quá là trùng hợp chạy tới cùng nhau kỳ thật trong chốc lát là có thể bình tĩnh lại nhiều nhất choáng váng đầu nôn mửa vài ngày bất quá thương thế thân thể dễ khôi phục bóng ma trong lòng cũng không biết lúc nào có thể tốt lên. Không ai khai thông, lại bị người cười nhạo vài ngày, phỏng chừng cả đời cũng không thể bình tĩnh lại. Nhưng nghiêm thanh chi nửa điểm cũng không đồng tình với hắn, từ thân phận nàng bây giờ cân nhắc, người này cũng là một trong những hung thủ hại chết cha nàng, không có trực tiếp đánh chết hắn, đó là lo lắng chuyện sau đó không thể kết thúc, vì loại người này làm cho tỷ đệ các nàng mất mạng thật sự không đáng. Nghiêm thanh sơn ấp ủ cảm xúc, suy đoán qua cửa ái này, trọng điểm sẽ tới, nàng cần điều chỉnh cảm xúc của mình, không thể để cho mình lộ ra nửa điểm sơ hở. Chỉ chốc lát sau, lão thái gia ngôn gia trốt cục bước từng bước từ cửa hông ra, lão thái gia ngôn gia quá chặt theo sau. Bộ dáng ngôn lão đầu hơn 50 tuổi, ngũ quan lập thể, tóc hoa râm, râu ria, dáng người gầy gò, một thân áo khoác hoa văn nền xanh, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác da chuột xám, chống quải trượng gỗ tết được điêu khắc tỉ mỉ, đứng ở nơi đó, không giống lão thái gia nhà nông chút nào. Hắn nhìn nhi tử bị nghiêm thanh sơn dẫm trên mặt đất, thần sắc ngưng tụ, không nói gì, chỉ hơi nâng tay phải lên, không nhanh không chậm vuốt ve ngón tay trái ngọc. Hắn cùng nghiêm thanh sơn đối lập xa xa, không mở miệng, im lặng nhìn nghiêm thanh sơn, khí thế cao cao tại thượng kia, giống như đang nhìn thứ bẩn thiểu gì đó không thể lên mặt bàn. Nghiêm thanh sơn không nghĩ như hắn, hiểu được đối phương đây là muốn áp chế khí thế của mình sự tàn nhẫn quyết tuyệt trong mắt nàng càng hơn lúc đối diện với ngôn lão đầu nửa điểm cũng không rơi vào thế hạ phong ngôn lão đầu nhiều năm thuận lợi tích uy rất sâu nhưng nghiêm thanh sơn nhiều năm như vậy cũng không phải đánh không tầm mắt đụng nhau thế nhưng không phân cao thấp ngôn lão đầu trong lòng cảnh giác dần nổi lên đã bắt đầu ở trong lòng suy đoán đứa bé trước mặt này ác chủ bài rốt cuộc là cái gì trong lúc suy nghĩ của hắn xoay chuyển lão thái thái ngôn gia chu thị đi theo phía sau hắn đột nhiên thấy rõ bóng dáng dưới chân nghiêm thanh sơn. Nàng cũng không có ngôn lão đầu cẩn thận, thà mà ngôn thanh chi nhiều năm nàng, tương đối bành trướng, đã già có chút trụ mắt tam giác, nhất thời trừng tròn, hai bước vượt qua ngôn lão đầu, thân thể tròn vo giống như đạn pháo xông thẳng tới, vừa tiến lên vừa mắng to. Người cái này khắc phụ khắc mẫu tan môn tinh, không nhìn một chút chính mình là cái gì rách nát thân thể, lại dám động con ta. Vóc dáng ngôn lão thái thái không cao, mập mạp, tướng mạo thập phần cây nhiệt, làm cho người ta liếc mắt một cái chỉ cảm thấy thịt thừa trên người bà đều là ngang ngược tuy rằng nàng ăn mặc hết sức nhưng không thể không nói từ ngoại hình mà xem nàng quả thật không xứng với ngôn lão đâu thấy nàng xông tới nghiêm thanh sơn không nói hai lời một gáo nước phân liền hắt tới bên chân nàng trong đó vài giọt còn văng ở góc váy dày của nàng dẫn tới nàng một trận sắc bén tức giận mắng a à, ngôn thanh chi ngươi là tiểu tiện nhân nát tim nát phổi xem ta không lột da ngươi. Cả đời nàng đều bưng tiền của đương gia lão thái thái, khi nào thì bị người ngỗ nghịch như thế, hơn nữa còn là ngôn thanh chi mà nàng khinh thường nhất, ghét nhất, từ trước đến nay mặc cho nàng xoa bóp. Hận ý đối với ngôn thanh chi và đại phòng ngôn gia lập tức dâng lên trong lòng, ngay cả đứa con nằm úp sắp cũng không để ý. Ngươi là tiểu tiện nhân, ta muốn lột da ngươi a a a. Nghiêm thanh sơn nheo mắt lại, một tia hung quang lập tức hiện ra lột da ta. Ta xem ngươi cũng dám. Nói xong vung gậy trong tay lên, nửa điểm cũng không hàm hồ oán hận ở trên bụng chu thị. Chu thị không đề phòng, bị nàng đánh trở tay không kịp, trực tiếp bị đổi sắc mặt trắng bệch, lão đảo lui về phía sau hai bước, suýt nửa ngã sắp xuống. Lần này, thiếu chút nữa làm cho phổi cô tức nổ tung. tan môn tin, không biết xấu hổ. Ta muốn đi kiện ngươi. Kiện ngươi bất kính bất hiếu, để quan phủ đánh ngươi. Nghe nàng nói năng đê tiện như thế, nghiêm thanh sơn thật sự không kiên nhẫn cãi nhau với nàng. Cãi nhau với người như thế, sao chính là ai không biết xấu hổ, nghiêm thanh chi tự nhận mình không đạt tới trình độ của đối phương, chỉ có thể tìm một chút cân bằng trên quyền cước côn bổng. Năng lực động thủ của lão thái thái ngôn gia bình thường, ngoại trừ tiếng mắng càng lúc càng lớn, nửa điểm năng lực phản kháng cũng không có, chỉ có thể một bên tránh né gậy gọc của nghiêm thanh sơn, một bên kêu chói tai thanh âm cây nghiệt nhọn lực xuyên thấu rất mạnh người chung quanh đều cảm thấy lỗ tai đều bị chấn đến ong ong rung động nghiêm thanh sơn chi cũng không ngoại lệ nhưng nàng là một người tàn nhẫn đối phương kêu càng lợi hại nàng đánh càng tàn nhẫn gõ xuống vài cái ngôn lão thái thái vừa hô vừa kêu vừa chạy vào trong sân ngôn lão đầu cứ như vậy xấu hổ lại tức giận nhìn lúc hắn mới vừa đi ra nhìn nghiêm thanh sơn còn mang theo xa lạ Nói đến cháu gái này, hắn tự hồ đã lâu không gặp qua. Cho dù là hai tỷ đệ bị đuổi ra ngoài thời điểm, hắn cũng ngại mất mặt, không có tự mình nhìn xem. Vẫn là bởi vì người gác cổng nói lên, hắn mới nghĩ đến mình còn có một đứa cháu gái như vậy. Kỳ thật, hắn vừa nghĩ tới thủ đoạn đuổi tận giết tuyệt của Ngôn lão thái thái mấy ngày nay, trong lòng vẫn do dự một chút. Hắn đối với Ngôn gia lão thái thái cũng có chút bất mãn, dù sao cũng là cháu trai cháu gái của hắn đối đãi như kẻ thù, luôn làm cho hắn mất mặt. Bất quá cháu trai cháu gái không được sủng ái cho dù tốt hơn nữa cũng không khá hơn mấy đứa con trai trước mắt. Sau khi Chu thị gả tới, sinh cho hắn sáu đứa con trai, tiểu nhi tử lại là tài liệu đọc sách, 10 tuổi đã qua đồng thí thành đồng sinh, hiện giờ 16 tuổi, tài văn chương xuất chúng, năm nay thi tuổi cũng nắm chắc thật lớn. Nghĩ đến lão thất bất quá 16 tuổi, liền muốn trở thành tú tài, ngôn lão đầu liền không muốn vì hai cái không thích cháu trai cháu gái đi vi nang ngôn lão thái thái ngôn gia vẫn luôn có tâm tư thay đổi môn đình nhưng theo người đọc sách càng ngày càng nhiều chính đồ khoa cử nhập sĩ đã trở nên càng ngày càng khó không phải thiên tài không thể tham gia ngôn gia có thể ra một người như vậy liền không có gì làm cho hắn không thể bỏ qua đừng nói là làm cho ngôn lão thái thái cao hứng nếu như ngôn mậu văn thật sự có thể thành công hắn chính là đưa ngôn lão thái thái lên trời cũng được hơn nữa hắn bây giờ ở trong thôn một tay che trời hai đứa nhỏ hộ tịch độc lập trên mặt lớn cùng ngôn gia nửa điểm quan hệ đều không có lại chưa từng lên qua gia phả coi như là chết cũng sẽ không có người để ý chờ qua vài năm nữa càng là muốn tra cũng khó khăn tự nhiên cũng sẽ không lưu lại tai họa nằm gì bởi vậy hắn cũng liền mặc kệ ngôn lão thái thái một loạt cách làm chỉ là hắn ngàn tính vạn tính thật không ngờ ở ngôn gia nhiều năm như vậy ngôn thanh chi thủy chung giống như bánh bao, tính tình chân chính lại cương liệt như thế, một đứa nhỏ nửa tuổi đã dám độc thân đánh tới cửa. Ngôn lão thái thái thét chói tai bị nghiêm thanh chi đánh trở về. Sau đó liền la to để cho mấy đứa con trai cùng vú già nhanh chóng đi ra. Ngôn lão đầu suy nghĩ dừng lại, cũng mới phản ứng lại, chính mình nếu lại không làm chút gì, ngôn gia thể diện có thể sẽ mất hết. Nhiệt chướng. Dừng tay nói xong ngăn ở trước mặt nghiêm thanh sơn đem người trong cửa hông đều chắn ở phía sau ngươi nghiệt chướng như thế chà đạp ngôn gia thể diện nhưng xứng đáng ngươi đã chết phụ thân ngôn lão đầu khí tràn toàn bộ khai một cái miệng chính là đánh thẳng người khác đau điểm muốn trực tiếp tại đại nghĩa thượng tướng đối phương áp chế nhưng hắn còn chưa nói xong đã bị nghiêm thanh sơn oán hận trở về ta từ khi sinh ra đã làm trâu làm ngựa cho ngôn gia ngay cả bữa cơm no cũng không ăn nổi nghiêm thanh sơn nhiều lần đánh nhau với người khác còn đều là cao hơn nàng cường tráng hơn nàng khí lực lớn hơn nàng ban đầu còn có thể bị khí thế của người ta nhiếp ảnh nhưng về sau đã không còn bị bất luận kẻ nào ảnh hưởng ngôn gia cung cấp cho ngươi ăn uống đem ngươi nuôi lớn phạm là ngươi có chút liêm sĩ cũng không thể như thế nhục phụ mẫu thân tổ của ngươi có thể thấy được phẩm tính của ngươi chính là như thế giống chuột có da ngươi mà không nghi ngờ may mà ngôn gia sớm đem ngươi xóa tên nếu không, ngày sau thật đúng là không biết ngươi có thể gây ra tai họa gì. Lời này của hắn vô cùng nghiêm trọng, ở cổ đại, quan niệm dòng họ ăn sâu vào lòng người, mặc dù đại triệu mở ra, cũng không thoát khỏi tầng tầng quan hệ chồng chất, đổi lại người khác vừa nghe lời này, khẳng định tâm thần kích động, lo lắng cuộc sống tương lai của mình sau khi ly tộc. Nhưng nghiêm thanh chi lại hiểu được, đối phương nói dọa người bao nhiêu cũng là vô nghĩa, mâu thuẫn giữa hai bên đã sớm không thể điều hòa, hơn nữa tỷ đệ ngôn gia nói bị trừ tộc đều là chuyện cười, hai người trên thực tế căn bản là chưa từng vào gia phả ngôn gia. Từ đầu đến cuối, cũng chưa từng thành người ngôn gia, tại sao lại nói nhảm như vậy? Bất quá chính là hù dọa hài tử không có kiến thức mà thôi. Hết chương này. Chương 9 Năm đó liền không có phát huy tốt. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 9 năm đó liền không phát huy tốt ngươi cũng xứng phán xét đức hạnh của ta. Nghiêm Thanh Sơn cảm thấy đây thật sự là chuyện cười, đối tuyến với người như vậy, nàng thật đúng là không sợ. Ngươi cũng không nhìn xem mình làm cái gì. Ngôn lão đầu trong nháy mắt bị giọng nói của Nghiêm Thanh Chi đâm trúng, vốn còn có thể gắn gượng chống đỡ, giờ phút này cũng cách phá công không xa. Nghiêm Thanh Sơn rất biết loại người như hắn không muốn nghe cái gì nhất, há mồm đâm vào nhược điểm trí mạng của hắn. Về nhà mà nói, ngươi mặc kệ điện phòng hãm hại con trai trưởng, trên không xứng với vì ngươi lo liệu hôn sự cha mẹ, dưới không xứng với khiêm cung hiếu thuận trưởng tử, bất công không từ, vong ân phụ nghĩa, cầm thú không bằng. Đối với người mà nói, ngươi ỷ vào chính mình có tiền có ruộng, hoành hành trong thôn, vì họa bách tính, bất nhân bất nghĩa, mặc người lòng giả thú, heo chó không bằng. Về tư mà nói, ngươi không thể liên hợp thôn xóm, thích nghe nịnh hót, tham keo kiệt ích kỷ. Đối với công mà nói, ngươi không xứng đáng với lời dạy của nữ đế làm trái luân thường làm trái luân thường bất quá là trong tay có chút thổ địa có thể lừa gạt mấy cái vô tri ngu dân nịnh bợ nịnh hót liền thật sự cho rằng mình là cái lão gia cũng không nhìn một chút đức hạnh của ngươi nhìn một chút chính mình đã làm những chuyện thối nát kia lại còn cảm thấy mình là một nhân vật lời này của nghiêm thanh chi nói trúng tim đen quả thực là đem thể diện mà ngôn lão đầu duy trì mấy năm nay xé xuống ngôn lão đầu từ trước đến nay tự cho mình là địa chủ lão gia, mỗi ngày đều thích đi ra ngoài dạo chơi, thích nhất là người khác nịnh bờ hắn nịnh nọt hắn, nhưng hắn lại là một người ích kỷ, ngay cả chút mặt tiền cũng không muốn làm. Trong lòng hắn có yên ổn, cũng hiểu mình là người như thế nào. Thế nhưng, hiểu thì hiểu, có mấy lời tuyệt đối không thể để cho người khác nói ra. Hắn dựa vào hư vinh cùng khí chất phù hoa mạnh mẽ chống đỡ, bị nghiêm thanh chi một kích mà phá, rốt cuộc không bày ra tư thái cao nhân khí định thần nhàn vừa rồi. Xem ra lão phu thả ngươi rời đi, thật sự là tiện nghi ngươi. Ngươi cái này không biết hiếu đạo không biết lễ nghĩa liêm sĩ là vật gì tiểu xuất sinh, thả ngươi ra ngoài cũng là ô uế chúng ta ngôn gia thanh danh. Hôm nay, lão phu sẽ đánh chết ngươi. Lúc này, hắn không hề làm bộ làm tịch, cũng không hề lấy tư thái quần chúng không đến sĩ đến, để cầu phiến dịp không dính người thể diện khoác áo khoác dối trá kia một khi bị người xé đi, bên trong lộ ra cũng bất quá là một linh hồn xấu xí vô tri ích kỷ. Sự thấp thỏm vừa rồi của Nghiêm Thanh Sơn lập tức tiêu tan hơn phân nửa. Ngôn lão đầu cùng các nàng cân nhắc tính cách khác nhau không lớn, hắn bành trướng bề ngoại bên dưới, che giấu bất quá là hắn tự ti lại khiếp đảm nội tâm. Người còn chưa tới trước khi tiến vào, quải trượng chạm rỗng dơ lên cao, hướng Nghiêm Thanh Sơn liền gõ tới cây quải trượng này của hắn nghiêm thanh sơn có nghe nói qua có một cái tên gọi là gia pháp nghe nói là ngôn lão đầu chuyên môn dùng để gõ những đứa con ngỗ nghịch của hắn đáng tiếc gõ nhiều nhất vẫn là đứa con lớn nhận hết ủy khuất trầm mặc ít nói của hắn lúc sống đã đủ thiên vị sau khi chết lại càng không có tình cảm thấy hắn như vậy nghiêm thanh sơn hiểu được mục đích của mình đạt được cười lạnh một tiếng dừng bước đứng ở nơi đó không tránh không tránh ngửa đầu nhìn thẳng ngôn mậu văn về sau cũng không cần khoa cử dùng ta cái này tiện mệnh đổi các ngươi một nhà trọn đời trọn đời đều là chân đất tử ta cao hứng còn không kịp đâu lời này của nàng có trăm ngàn chỗ hở ngôn lão đầu căn bản cũng không tin từ trong kẻ răng nặng ra bốn chữ nghiêm thanh chi vừa rồi nói hắn bằng ngươi cũng xứng ngôn lão đầu lại vọt lên phía trước hai bước khoảng cách giữa hai người vô hạn tiếp cận khiến ngôn lão đầu nhìn xuống vừa lúc có thể thấy rõ ánh mắt nghiêm thanh sơn lạnh như băng. Trong đó hung ác cùng quyết tuyệt không chút che giấu, phản phất căn bản không sợ sinh tử. Bất quá không ai sẽ phát hiện nạn lưng ở sau lưng trong tay, cầm đoạn côn ngón tay khớp ngón tay trong nháy mắt trở nên trắng bệch Hôm nay ta đến, không chuẩn bị sống sót trở về. Ngôn gia các ngươi đã không buông tha tỷ đệ chúng ta. Chúng ta cũng không muốn cho các ngươi sống tốt. Hai câu nói rất có khí phách, mang theo khí thế dũng mãnh vô tiền khoáng hậu, trực diện đánh sâu vào nội tâm ngôn lão đầu. Hai mắt nghiêm thanh sơn đỏ ngầu, hai má cơ bắp cắn chặt, trên khuôn mặt gầy gò nhìn không ra nửa điểm ngây thơ của trẻ con, chỉ còn lại sự điên cuồng đồng quy vu tận. Ngôn lão đầu bị ánh mắt nghiêm thanh chi làm cho hoảng sợ. Hận ý mênh mông như vậy phản phất cũng sắp áp chế không được, chỉ tản ra một chút, khiến cho người đứng ở bên cạnh cả người phát lạnh hắn có thể cảm nhận được đứa bé trước mặt này thật sự không hề có đường lui, cũng thật sự muốn lôi kéo hắn cùng toàn bộ ngôn gia xuống nước, tay của hắn không khỏi dừng lại một cái chớp mắt, cũng là trong nháy mắt này, nghiêm thanh sơn nói ra một phen làm hắn vô cùng khiếp sợ. Đệ đệ của ta hiện tại ngay tại trong thị trấn, nếu không gặp ta, sẽ trực tiếp treo cổ ở ngôn mậu văn thư viện cửa. Trước khi chết còn muốn đem ngôn gia các ngươi những cái kia trong cống nằm phá sự đều cho ngươi lật ra trước mặt mọi người nói một chút để ngôn mậu văn tiên sinh cùng các bạn học đều hảo hảo nhìn xem ngôn già các ngươi là như thế nào cái tàn ô nạp cấu nơi cha ruột bất từ bất nghĩa không phân biệt thị phi mẹ ruột lòng dạ độc ác hãm hại con cháu chính thất một ổ đều là xuất sinh lang tâm cẩu phế hắn nói mậu văn còn muốn khoa cử còn muốn làm quan ta phi kiếp sau đi cảm xúc của nghiêm thanh chi càng nói càng kích động gân xanh ở thái dương nổi lên, máu đều sôi trào, nói đến thời khắc máu chốt, nàng lại nhổ một ngụm nước bọt vào mặt ngôn lão đầu cách nàng chỉ trong gan tất. Lúc nói những lời này, phẫn nộ của nàng là chân thật, những sĩ nhục khắc sâu trong xương cốt kia, từng làm bạn với nàng rất nhiều ngày đêm, chỉ là công phu mấy câu nói, những chuyện cũ đè nén nặng nề kia cũng đã hiện lên trước mặt nàng. Lúc cô 13 tuổi, cũng từng đến nhà chú xin di sản của cha mẹ, lúc ấy ngay cả cửa cũng không đi vào, mà đứng trước mặt cô cũng là ông nội của cô. Nhưng khi đó, hai tay cô khẩn trương nắm chặt dây quần của mình, nhưng một câu cũng không thể nói ra. Từ đó về sau mỗi một lần, hai chị em bởi vì không có tiền ngay cả cuộc sống cũng khó có thể tiếp tục, cô sẽ nhớ tới buổi sáng trầm mặt kia, hành lang âm u. Hình ảnh kia rõ ràng như thế, rõ ràng từng biểu tình rất nhỏ trên mặt chú cùng ông nội cô đều nhớ rõ ràng. Hiện giờ tình cảnh này, nàng từng ở trong đầu lặp đi lặp lại ảo tưởng qua vô số lần mỗi một vị trí đứng mỗi một ánh mắt phun ra từng chữ khí tức đều là nàng những năm đó tức hận chính mình vô năng tổng kết ngôn lão đầu vĩnh viễn cũng sẽ không biết vì hôm nay giờ khắc này bộc phát nghiêm thanh sơn cảm xúc đã chuẩn bị suốt bảy năm hắn giơ cao quải trượng vài lần thử cũng không thể hạ xuống nhìn đứa nhỏ trước mặt kia hai mắt đỏ ngầu trong lòng hắn dĩ nhiên sinh ra một chút sợ hãi thân thể hắn hơi lay động ngay cả chính hắn cũng không phát giác ra. Tuy rằng không tin hai đứa nhỏ to bằng cái rắm có thể làm ra chuyện như vậy, nhưng nhìn ánh mắt đối phương, trong đó tràn ngập hận ý cùng điên cuồng không chút che giấu, lại làm cho hắn rõ ràng cảm thấy, đối phương nói nhất định là sự thật. Các nàng hôm nay chính là muốn làm cho hắn khó chịu, làm cho hắn cùng các nàng cùng nhau xuống địa ngục, đến trả thù chính mình nằm đồng ý Chu thị hại chết phụ thân các nàng, đem tỷ đệ các nàng bước lên tuyệt lộ hành vi trận quyết đấu khí thế này ngôn lão đầu hoàn toàn thua hắn không còn muốn trấn an nghiêm thanh sơn nữa mà đột nhiên nghĩ đến rất nhiều vấn đề khác nếu như nghiêm mậu văn mất đi khoa cử ý nghĩa vậy có bao nhiêu nhi tử lại có quan hệ gì vậy hắn để mặc cho chu thị hại chết con trai lớn của mình thì có ý nghĩa gì chính mình về sau chẳng phải là còn muốn vây ở cái này thôn nhỏ bên trong ngày qua ngày năm lại năm lặp lại không hề biến hóa bình thản sinh hoạt vĩnh viễn không có nổi danh ngày hai người nhìn nhau, không khí như ngưng động lại. Trầm mặt thật lâu, ngón tay cầm đoạn côn sau lưng nghiêm thanh sơn khẽ run rẩy, nhưng trên mặt chỉ có một tiếng châm biếm ý nghĩa chưa rõ, phá vỡ cục diện bế tắc trước mắt. Những vấn đề vô nghĩa kia của ngôn lão đầu trong nháy mắt tiêu tán, cả người đột nhiên từ trong trạng thái không hiểu này thanh tĩnh, mồ hôi lạnh trên trán hắn chảy ròng ròng, trong lòng hoảng sợ cùng sợ hãi vừa rồi của mình nhưng cường thế nhiều năm làm cho hắn vô luận như thế nào cũng không thể cúi đầu trước nghiêm thanh sơn. Ánh mắt hắn hiếp lại, cánh tay khẽ động, vừa định có động tác, đã thấy nghiêm thanh sơn lập tức thu lại nụ cười. Ngôn lão đầu lúc này mới nhìn ra, nghiêm thanh sơn vừa rồi ý cười căn bản không đạt đến đáy mắt, càng nhiều đều là lạnh như băng cùng đạm mạc. Lúc này, thanh âm nghiêm thanh sơn lại vang lên lần nữa, ngữ khí đột nhiên chuyển, cả người phản phất đều trống rỗng, chỉ là lời nói ra, lại làm cho ngôn lão đầu càng thêm sởn gai ốc. Dù sao chúng ta cũng không sống nổi. Trước khi chết còn có thể kéo cả nhà các ngươi đệm lưng, kỳ thật cũng không có gì không tốt. Lời này vừa nói ra, ngôn lão đầu tóc gáy ngược dựng thẳng, hắn bỗng nhiên cảm thấy ngôn thanh chi trước khi đến có thể từng có ý nghĩ khác, nhưng tại lời này nói ra sau đó, đối phương giống như đột nhiên cảm thấy như vậy cũng không tệ dường như. Hôm nay khoảng cách tuổi thi không quá một tháng kỳ, lúc này nháo ra chút chuyện gì, bên ngoài giám khảo học sinh nghĩ đến sẽ không tiếc rẻ miệng lưỡi, tất nhiên có thể đem các ngươi ngôn gia đại danh truyền tới đại triệu các địa phương. Mặc kệ điền phòng hại chết thân tử, lại hãm hại cháu trai cháu gái, khiến hắn tự sát trước cửa thư viện của chú ruột. Câu chuyện này có kích thích hay không? Mà hắn ngôn mậu văn, có như vậy cha mẹ, nhân phẩm của hắn còn có thể tốt đến đâu, các ngươi ngôn gia về sau sẽ bởi vì chúng ta tỷ đệ hai người nhận hết ngàn người chỉ trích nghĩ như vậy đối với chúng ta cũng không có gì không tốt bài tập trước khi đến nghiêm thanh sơn làm phi thường sung túc theo như lời hết thảy cũng không phải nói chuyện giật gân tuổi thi từ trước đến nay đều phải bảo lãnh người hơn nữa khoa cử đại triệu thẩm tra cực nghiêm ngoài trừ sinh viên bảo lãnh ra còn cần năm đồng nghiệp cùng kỳ thi liên danh bảo lãnh hơn nữa khoa cử đại triệu quy định rõ ràng không cho phép 6 người ông đoàn bảo lãnh, một khi thí sinh gặp chuyện không may, 5 người khác tất cả đều sẽ bị liên lụy. Liên lụy lại liên lụy, trong đó còn không thiếu quan hệ đối lập người bỏ đá xuống giếng, trực tiếp kéo ra một loạt người đến sự tình cũng không tính khoa trương. Đối với triều đình mà nói, dù sao đại triệu học sinh nhiều, chết hơn 1.800 cũng sẽ không thương gân động cốt, ngược lại là dưới trọng hình bức sự ít, lập quốc đến nay án gian lận so với tiền triều lập quốc sơ kỳ ngay cả một nửa cũng không có mặc dù phẩm hạnh không tốt cùng gian lận bất đồng những người bị liên lụy bởi vậy ảnh hưởng khoa cử ngược lại không đến mức có thể sau này nếu là làm quan đây khẳng định cũng là một vết nhơ tay ngôn lão đầu run rẩy nghiêm thanh sơn cũng cười lạnh theo thanh âm vừa nhẹ vừa nhạt ngươi đừng tưởng rằng ta đây là hù dọa ngươi ta cùng nghiêm thanh trúc đã không còn đường sống đơn giản đều là chết chúng ta đã ở trên tuyệt lộ, tự nhiên là cái gì cũng không sợ. Hết chương này. Chương 10 Ngôn lão đầu chấp niệm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 10 Chấp niệm của ông già cơ bắp trên mặt ngôn lão đầu co rút, quải trượng trong tay rơi không xuống cũng không thu lại được, trong ánh mắt nhìn về phía nghiêm thanh sơn phức tạp không hiểu. Nghiêm thanh sơn cảm thấy đối phương đang dần dần bình tĩnh, nhưng nàng cũng không cảm thấy có vấn đề gì, một đối thủ khôi phục lý trí lại bị chấn nhiếp, mới có thể đi so đo được mất, sự tình mới có thể đi về hướng nàng chờ mong. Nàng không ngại cho ngôn lão đầu một ít thời gian. Bất quá, không đợi hai người rằng có bên này xuất hiện một kết quả, Chu thị đã đi ra gây thêm phiền phức. Nàng rốt cuộc còn nhớ thương con trai lớn của mình, bằng thiên tuyết địa ngã trên mặt đất, cũng không biết bị nghiêm thanh sơn đánh thành cái dạng gì. Sau khi nàng trở về, chỉ chốc lát đã mang theo mấy đứa con trai cùng vú già lại vọt ra. Nghiêm thanh sơn nghe được thanh âm, lập tức lui về phía sau vài bước, xoay người bưng chậu gỗ bên người lên, cũng không để ý buồn nôn, trực tiếp hắt về phía cửa lớn. Ngôn lão đầu cách nàng gần nhất đồng tử co rụt lại, phản ứng nhanh nhất, trong lòng mắng to, vội vàng thu tay cuốn quyết tránh né. Hắn ngược lại là né tránh thương tổn lớn nhất, nhưng bởi vì hắn ngăn cản còn lại mấy người tầm mắt, thế cho nên phía sau người tránh né không kịp trực tiếp bị dội vừa vặn một chậu nước phân vàng còn mang theo chút nhiệt độ ở giữa không trung vẽ ra một đường cong no đủ chu thị đứng mũi chịu sào tiếp nhận một nửa người còn lại thì chia đều phần còn lại Tràng diện một lần hỗn loạn tiếng thét chói tai không dứt bên tai còn có mấy người chịu không nổi đã nôn khang dù sao nghiêm thanh sơn lo lắng dội quần thương tổn không đủ lần này là chạy về phía trước có người há miệng tiếp hay không đó cũng không nằm trong phạm vi suy nghĩ của nàng nghiêm thanh sơn ném chậu gỗ xuống đất lại xách thùng gỗ bên cạnh lúc xách không cẩn thận còn dẫm lên ngôn mậu hạ đang nằm trên mặt đất một cước một cước này đạp thật sự khiến ngôn mậu hạ vốn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo cả người co rúng hai cái lại có dấu hiệu muốn tỉnh lại nghiêm thanh sơn có điều phát hiện một thùng nước phân hắc vào mấy đứa con trai và vú già của ngôn gia quay tay lại dùng thùng gỗ lại làm cho ngôn lão nhị lắc lư muốn bò dậy một cái, trực tiếp gõ cả người hắn chấn động, lại hôn mê bất tỉnh. Ngôn lão thái la hét, mấy đứa con của ngôn gia sắc mặt cũng đen thui. Ngôn lão đầu trên người treo chút quế vật, đứng ở lan không đến một bên, thần sắc tối tăm Hắn tỉnh táo lại, tâm tư xoay chuyển. Nghiêm thanh chi tỉnh táo trong áp bách tinh thần, hắn lập tức hiểu được, nghiêm thanh chi một mình tới cửa, nhất định là có điều cầu, về phần treo cổ hay không chỉ là hậu chiêu mà thôi biện pháp này của hai đứa nhỏ thoạt nhìn ổn thỏa nhưng cẩn thận cân nhắc căn bản chồng chất sơ hở điều này làm cho trái tim hắn vừa rồi co rúng lại một lần nữa bành trướng lên không khỏi xem nhẹ nghiêm thanh sơn chi vài phần rốt cuộc là tuổi còn nhỏ một bầu cô dũng mà thôi nếu ngôn gia không để ý thể diện đơn giản thô bạo bắt ngôn thanh chi đi thị trấn tùy tiện bịa ra danh tiếng là có thể giống trống khu chiên uy hiếp ngôn thanh trúc căn bản không sợ hắn không xuất hiện nếu để ý thể diện muốn khiêm tốn làm việc tạm thời trấn an ngôn thanh chi chờ nạn đi thị trấn tìm ngôn thanh trúc hai người tận diệt cũng không phải không thể nếu năng lượng lớn hơn một chút ở đây đè lại ngôn thanh chi thị trấn nơi đó ra roi thúc ngựa an bài người đi bắt ngôn thanh trúc thị trấn liền lớn như vậy địa phương phát động một ít nhân mạch bất quá là cái bảy tuổi hài tử nghĩ nhiều hơn nữa còn có thể thật tránh được Ngôn lão đầu quanh quẩn bất định trong mấy ý nghĩ. Trong đó mỗi một cái đều tồn tại nguy hiểm, thể diện khẳng định là muốn, nghiêm mậu văn về sau còn muốn phát triển, bọn họ cũng không có ngập trời năng lượng. Ngôn gia ở đại triệu là đại tộc, nhưng đó là chủ mạch, chi bọn họ đã sớm nghèo túng, nói là một gốc ốc sên đều là cất nhắc bọn họ. Quá mức giống trống khu chiên, cùng bọn họ cũng không có lợi. Nếu nghiêm thanh sơn là người ngoài, đánh tới cửa như thế, làm thế nào cũng không quá đáng nhưng nghiêm thanh sơn là trưởng tôn nữ của hắn nghiêm thanh trúc là trưởng tôn của hắn đừng nói bọn họ là bị ngôn gia bước vào tuyệt lộ cho dù thật sự là phẩm hạnh của bọn họ không đứng đắn nói ra cũng là lỗi lầm của ngôn gia như thế xem ra phương thức trả giá nhỏ nhất chính là đáp ứng điều kiện của nghiêm thanh chi trước chờ khi nàng đến thị trấn hội hợp với nghiêm thanh trúc sẽ bắt lấy tất cả hai đứa trẻ nhưng kể từ đó trong lòng hắn rốt cuộc là không thoải mái. Hơn nữa tính trả thù kia bành trướng, không có để cho ngôn lão đầu đủ cảnh giác nghiêm thanh sơn, ngược lại để cho hắn cảm thấy, đứa nhỏ này năng lực không gì hơn cái này. Nàng có khả năng sử dụng ác chủ bài cũng đã toàn bộ ném ra, từ nay về sau lại có thể có phương thức gì đối kháng chính mình, đối kháng toàn bộ ngôn gia. Ngôn lão đầu hít mắt nhìn nghiêm thanh chi một bên dương vôi một bên vung gậy, trong lòng trực tiếp bắt lấy đối phương cùng thuận theo điều kiện của đối phương nhiều lần nhảy ngang nghiêm thanh sơn dáng người gầy gò nho nhỏ nhưng đánh nhau là thật sự hung hãn chỉ cần có cơ hội liền gõ vào chỗ người yếu ớt nhất biết người một nhà đơn giản một chút cũng không lưu tay cho dù gậy gọc đâm vào mắt người ta cũng không nương tay mấy đứa con dâu được nuông chiều từ bé của ngôn gia nhất thời không làm gì được bà cái này cùng ngôn thanh chi từ trước biểu hiện một trời một vực làm cho ngôn lão đầu theo bản năng hoài nghi đối phương có chuẩn bị mà đến không nói cũng là thật sự tồn tại tử chí chỉ có không sợ chết mới có thể bất chấp tất cả không để ý hậu quả cũng chỉ có không sợ chết mới có thể bộc phát ra năng lượng như vậy trong lòng hắn nhất thời nghẹn thở mềm sợ cứng cứng sợ ngang ngang sợ không muốn sống nàng nghiêm thanh sơn hiện tại đối với ngôn lão đầu mà nói chính là không muốn sống mắt thấy ngôn mậu văn tuế thí sắp tới, đó là hy vọng của hắn, hắn không dám mạo hiểm một chút phá hủy ngôn mậu văn mạo hiểm. Sự phẫn nộ trong mắt ngôn lão đầu dần dần tản đi, mang theo suy nghĩ tàn nhẫn, quyết đoán trong lòng hắn rốt cục cũng đặt ở phương hướng tỷ đệ nghiêm gia chờ mong. Nghĩ thông suốt rất nhiều, ngôn lão đầu cảm thấy ngực buồn bực, thở dốc thật sâu hai cái mới bình phục. Quên đi! Chút tức giận này tính là cái gì? Các nàng cường thế thế nào, cũng bất quá là hai hài tử, chờ bắt được người, còn không phải hắn muốn thu thập như thế nào liền thu thập như thế đó. Lần này là hắn đánh giá cao chu thị, cũng đánh giá thấp hai đứa nhỏ, chờ hắn tự mình động thủ, sai lầm như vậy tất nhiên sẽ không tái phạm. Nghĩ đến đây, hắn quải trượng hướng trên mặt đất một đôn, khí trầm đang điền hét lớn một tiếng. Đừng náo loạn nữa. Nghe được một tiếng này, mặt nghiêm thanh sơn tuy không lộ ra, nhưng trong lòng lại lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nàng đã rơi vào hạ phong, ngôn lão đầu hét lớn một tiếng này, cũng là miễn cho mình không ít da thịt chi khổ. Mấy đứa con trai ngôn gia bị đánh đến phát hỏa, có tâm muốn làm bộ như không nghe thấy, trước cho nghiêm thanh sơn vài cái tác rồi nói sau, nhưng ngôn lão đầu đã đem quải trường của mình ở trên đường đá oán giận rung động. Ta bảo các ngươi dừng tay. Các ngươi không nghe thấy sao? mấy đứa con trai ngôn gia đã bao nhiêu năm không bị ngôn lão đầu răng dậy trước mặt mọi người sắc mặt đều khó coi nhưng mắt thấy cha ruột tức giận bất đắc dĩ cũng chỉ có thể thu hồi bàn tay của mình nghiêm thanh sơn lại không ngốc nhìn ra dự định của ngôn lão đầu liền biết đối phương đã gài bẫy đương nhiên sẽ không phức tạp tự chút lấy cực khổ vừa thấy mấy người đều thu hồi động tác liền cảnh giác lui về phía sau không có ý kêu gào nữa chu thị không có nghe thấy nghiêm thanh sơn nói những lời kia chỉ tưởng rằng ngôn lão đầu còn đang thiên vị một nhà đại phòng, con ngươi đều muốn nổ ra. Hai bước tiến lên gạo thép muốn động thủ. Các ngươi không dám đánh, ta dám đánh, xem ta hôm nay không đánh chết ngươi cái này không mặc không da tiểu tiện nhân. Nghiêm thanh sơn nhíu mày, cây gậy trong tay nhất thời nắm chặt. Nhưng không đợi nàng ra tay, thanh âm âm trầm của ngôn lão thái thái vang lên cách đó không xa. Đánh đi. Ta xem ngươi đánh như thế nào biểu tình vặn vẹo của ngôn lão thái thái, lập tức trở nên càng vặn vẹo, thử dùng hai cái lực, rốt cục vẫn không dám ngổ nghịch ngôn lão đâu. Nhưng nàng nhiều năm ương ngành đã quen, không dám động thủ còn không dám động khẩu sao. Chỉ thấy nàng không để ý nước phân trên mặt đất, hai chân rẽ ra, trong nháy mắt an vị trên mặt đất khóc lóc thảm thiết. Ta xin con dưỡng cái cho ngươi, chăm sóc gia sự cho ngươi, tân tân khổ sở hầu hạ ngươi 30 năm, 30 năm a à, đến già ngươi còn coi ta là người ngoại, một lòng thiên vị cái kia đoạn mệnh tan môn tinh. Ta đây là tạo nghiệt gì nha? Để cho ta đâm chết ở hắn lão ngôn gia đại môn khảm, mới xem như như ý của hắn A. À. Người mau đi gọi lão thất ra, để cho hắn nhanh chóng đến xem mẹ ruột hắn lần cuối cùng, đỡ một hồi mẹ nàng. Ngôn lão đầu tâm là thiên, một chút cũng không cảm thấy chu thị nháo không đúng, thậm chí còn muốn cho nàng nháo thêm một hồi cho nghiêm thanh chi tạo áp lực, đánh vỡ tiết tấu của nàng cũng không nghĩ ngôn lão thái thái ngu xuẩn như vậy vậy mà trực tiếp muốn đem sự tình hướng xấu nhất địa phương dẫn nhất là ngôn mậu văn ngôn mậu văn không đi ra còn tốt vừa đi ra chính là muốn đem ngôn gia bước lên tuyệt lộ một bên là khoa cử một bên là mẹ ruột ngôn mậu văn cái gì cũng không nói cũng đã ngàn sai vạn sai ngôn lão đầu tức giận run tay một trận hiểu được mặt cho tình thế phát triển tiếp đối với mình không có bất kỳ chỗ tốt gì vẫn là trước đêm hai hài tử đều bắt lấy mới là trước mắt chậm trễ cấp bách hắn hai bước tiến lên không để ý ngôn lão thái thái một thân nước phân cùng máu loãng vươn tay một cái tác liền quất vào trên mặt ngôn lão thái thái bàn tay cực kỳ vang dội giống như trực tiếp xuyên qua thân thể đánh vào linh hồn chu thị khiến chu thị sững sờ tại chỗ hơn nửa ngày cũng không phản ứng kịp không chỉ như thế ngôn lão đầu còn không chút do dự tiếp tục đâm dao trong lòng nàng ngươi muốn chết cũng sắp chết. Đừng ở đây liên lụy lão thất. Chu thị không dám tin nhìn ngôn lão đầu, nhưng cũng không giống như trong tưởng tượng của nàng, đổi lấy sự chịu thua hoặc ngầm đồng ý của đối phương, chỉ có hàng ý thâm nhập cốt tủy. Ánh mắt hai người giao nhau, nhiều năm vợ chồng ăn ý làm cho nàng run rẩy tỉnh táo lại, nàng so với bất luận kẻ nào đều biết chấp niệm của ngôn lão đầu, cũng hiểu được đối phương vì những chấp niệm kia, có thể trả giá cái giá như thế nào. Da mặt nàng run rẩy, nhìn nghiêm thanh chi đứng ở một bên lại nhìn ngôn lão đầu vẻ mặt lãnh ý lập tức nghĩ thông suốt giữa hai người hẳn là còn có chuyện mình không biết thậm chí có thể còn liên lụy đến ngôn mậu văn nàng thập phần rõ ràng chính mình mấy năm nay tại ngôn gia hoành hành đem ngôn mậu xuân dết chết cũng có thể toàn thân trở ra dựa vào chính là mấy đứa con trai mà trong mấy đứa con trai này năm đứa còn lại cộng lại cũng không bằng một mình ngôn mậu văn ngôn lão đầu nằm mơ cũng muốn thay đổi môn đình muốn lúc còn sống mang theo di chí của bậc cha chú trở về triệu đô một lần nữa đứng ở trước mặt chủ mạch cầm lại thứ thuộc về mình đó là chấp niệm mấy đời người ngôn gia đã khắc sâu vào trong xương tuỷ ai cũng không thể ngăn cản ý nghĩ này trước kia hắn phong đạm vân khinh đó là ngôn gia mấy đứa con trai đều không phải đọc sách liệu một chén nước bưng lên là bởi vì hắn ngoại trừ chính mình ai cũng không thèm để ý nhưng từ khi ngôn mậu văn mới xuất hiện tầm của hắn liền không cách nào bình tĩnh lại ngôn mậu văn cũng chỉ có ngôn mậu văn mới là hắn thực hiện lý tưởng duy nhất hy vọng vì ngôn mậu văn hắn có thể trả giá chính mình hết thảy hết chương này